Trời đất ơi, đi chậm vậy ba ơi, khổ ghê vậy đó. Nay đám giỗ bà nội tới giờ cúng kiến rồi, rủ đi chợ mà làm như làm sắm đồ Tết cho mình vậy đó. Đi lâu ơi là lâu vậy đó hả? Mà cái chợ đi cũng kỳ cục nữa, mình mua hàng mà được quyền trả giá chứ, rồi được quyền nói này nói nọ chứ, mà mình trả giá cái chửi, hỏi cái chửi mình. Cái chợ kỳ cục, mua ba cái đồ cúng thôi mà. Ủa đâu hết trơn rồi? Rồi tao hiểu rồi, mấy dân chúng mà ăn cắp ngoài chợ chứ gì nữa. Canh tao mua trả tiền xong móc hết trơn trời à. Đồ quỷ ăn cắp đồ cúng của bà nội tao nghe, về dẫn cổ cho chết có ngày nghe không. Mấy đứa quỷ ăn cắp mới ra đường, trời không đánh thánh cũng đâm 15 chết đuối à. Mày rủa ai à? Ủa ba, ba đâu nãy giờ vậy? Đi chợ. Đi chợ gì mà không canh? Mua đồ dân chúng ăn cắp hết trơn trời rồi nè. Ăn cắp của mày? Ba biết không, ba chỉ đi, không đợi trời đánh đâu, con giả chạc vô mặt đó đó. Nè giả đi. Ủa? Tao lấy á. Ủa ba, mày hay quá, mày đi chợ mày te rẹt mày đi, mày cầm cái giỏ mày đi, mày tới cái mày trả tiền cái mày đi. Tao tới người ta kêu ơ dự nó mới mua đồ nè, dự nó mới mua đồ nè. Tao xách thấy bà tao luôn, cái giỏ mày có gì không? Trời đất ơi, tại cái chợ nó khó ưa quá. Ba biểu ra chợ hôm nay đám giỗ bà nội, mua trứng về kho cho bà nội ăn. Cái con ra nó cô có trứng gì ăn ngon? Bà nói đây có trứng gà, trứng vịt, trứng cút lộn, trứng vịt lộn, trứng gì cũng có. Con nói thôi lấy con chục cái chứng minh nhân dân đi. Cái bà chửi con đó, cái con lạng qua hàng bông, con nói cô bán bông gì cô? Nay đây có bông ly, bông cúc, bông mai, bông vạn thọ, bông gì cũng có. Thôi lấy đại con hai cây bông gòn đi. Cũng chửi con nữa. Cái con suy nghĩ sao cái gì cũng chửi trơn vậy? Cái con ghét con qua cái hàng tiền đô á, mua đốt cho bà nội, thích cái gì mua cái đó. Con nói chú có đô gì cũng xài được. Nay đây có đô Sinh, đô Mỹ, đô Úc, đô Singapore, đô gì cũng có. Con nói thôi lấy con hai lóc Doraemon đi. Cái cũng chửi con nữa. Đó, con về thôi. Chưa giả mày móm là hên lắm rồi. Rồi đặt mày lanh chanh, đem đồ vô đi. Ủa trời đất ơi, ba ngộ ghê á. Đám giỗ người ta, đây là đồ là... cúng của bà nội mày. Đồ cúng hả? Ờ. Đồ con tưởng đâu ba đốt. Ai về ta đốt là villa không, chưa thấy ai đốt cái vali hết á. Vali là ta mượn của người ta, ta đựng đồ đó. Đựng đồ cúng con mua hả? Đồ cúng mày mua là nằm trong này nè. À thôi để con đem vô, con soạn đồ con cúng nha. Đem vô nhanh đi. Sao bắt 2 giờ này chưa xuống nữa? Ai biết đâu. Má, năm nay đó là anh hai anh về đám giỗ má đó nha. Mấy năm trời anh không có về đó. Má mừng dữ lắm rồi đó. Con năm nào con cũng lo cho má chứ con. Bây giờ có anh hai về thấy cũng đỡ. Chú ba ơi, dân Sài Gòn về tới rồi. Cái gì vậy? Mày bị cái gì vậy? Chú ba ơi, nãy mới ăn cháo ếch Singapore, đi đường chạy xe dằn quá cái đùi nó trào lên cần cổ chú. Mặt đi vô trong này ngồi. Mặt ội quá, mặt ội quá. Ai chở mày đi mà bị say sóng vậy? Trời ơi, con đi xe hơi từ xưa tới giờ mà chú ba. Ai lái xe? Con lái. Hả? Mày lái xe mà mày say sóng hả? Thì con sao rồi chú? Đỉnh của đỉnh. Con có gì đâu mà bà lĩnh. Thì bây giờ lái xe mà con phải bịch cái bọc ni lông lên trước, hai cái tay cầm cái vô lăng rồi. Lỡ rồi ối rồi bây giờ quay xuống lấy cái bịch ngước lên, lỡ tới ngã tư vượt đèn đỏ sao? À vậy mà phải móc cái bọc lên vậy đó. Móc cái bọc lên. Ôi khổ quá. Thôi, ba mày đâu? Trời, hồi nãy đi đường xa quá cho nên là con để cho ba con ngủ ở ngoài xe chút xíu nữa. Dạ, chút. Để giữ giùm con cái chìa khóa cái con xá nội cái. Hôm nay đám giỗ nội. Chú ba, cái gì? Con nói thiệt nha, con xá nội cái thứ nhất là con chào, cái thứ hai là hình như con thấy là nội đang nhắc nhở con một cái điều gì đó từ nãy tới giờ mà sao con sốt ruột mà con không có biết luôn á chú ba. Bà nội mày nói chung cũng linh nghiệm lắm. Xin cái gì? Hả? Mày khóa xe chưa? Trời ơi, con khóa cẩn thận rồi. Khóa cẩn thận phải không? Cẩn thận. Lên mấy cái kiến đồ hết chưa? Trời ơi, kiến là con lên hết trơn rồi. Bị hồi xưa dưới Sài Gòn con bị một lần một là con tẩn tới già luôn á. Trời ơi, ghê lắm chú ba ơi. Ngày xưa trên Sài Gòn nha, lúc đó con lấy cái xe con đi công chuyện. Cái con chợt nhớ là quên đồ, vòng về nhà lấy. Thì vừa bước vô tới cửa nhà thôi, nhớ chực là mình chưa cái đóng kiến xe. Chạy ra kiểm tra. Vừa chạy ra con đút cái đầu con vô kiểm tra coi có mất cái gì không. Y như rằng nào nó ăn trộm nguyên cái tượng ông Phật Di Lặc luôn chú. Kinh khủng không? Con vừa suy nghĩ tới đó rồi, sao mà kinh khủng như vậy? Con ngước lên là mất thêm 2 cái đồ gạt nước nữa. Tâm lý mình tức mà.
mình chui khỏi cái đầu mình ra xe, dưới đây là cái bánh xe. Con quạ quá, con lấy cái chân con sút bánh xe, sút một xì con té luôn chú ba, nó ăn cắp luôn cái bánh xe chú. Mất một lần mất ba cái. Ở trên trển vậy chứ ở dưới quê này đỡ hơn. Chỉ sợ con nít nó tái mái thôi. Không, chú yên tâm đi, cái đó là không có. Nhưng mà với ba chắc bà nội mày sợ mất đồ đó. Mất sợ mất xe hả chú? Không, mất xe không ăn thua gì. Không ăn thua, ủa chứ bà nội mày sợ mất mạng cho nên làm cho mày nóng ruột á mà. Ủa, mất cái mạng gì nóng ruột? Mạng cha mày đó. Sao? Mày khóa cửa mày đóng, ông ngủ trọng lát hồi ông hết hơi ông chết chứ gì đâu mà. Ôi, chết cha ơi, chết rồi, đợi con chú ơi. Ba ơi, thôi chú, chị phá. Đây, chị phá. Thôi, dạ. Ra mở giải cứu con đi. Ôi, ba thở một cái cho con vui đi ba ơi. Ba ơi. Ba thở cái gì? Mày hết chuyện, xích beo người ta xích ngang bụng. Mày xiết cổ tao vô cái ghế. Mày điên hả? Ba tới đi. Chú ba. Anh hai lâu dữ mới về ha. Nằm mà ngủ quá trời quá đất mà. Ai sao mà kêu được, vừa mới bước vô xe thôi nổ máy xe lên mà cái ba ngái còn lớn hơn tiếng nổ máy xe nữa. Chịu gì nổi ba. Mà sao tới đây rồi mà không kêu tao dậy? Kêu cái gì, tại con thấy ba ngủ ngon quá. Sự thật là có kêu, mà tại lúc đó đeo cái bịch ni lông, kêu xong cái tiếng nó vọng vọng trong cái bịch đó ba không có nghe. Mà gì vậy? Cậu ơi, từ cái cú ách xì này con nhớ rồi. Sự thiệt là hồi nãy mắt ối một phần thôi. Một phần con bịch cái bao ni lông á, là tại vì trong xe hơi ba con xịt dầu thơm nhiều quá con bị ngợp. Nó kinh khủng quá. Cái này là từ hồi ba mày lên trên Sài Gòn ở về tới giờ là cứ mùi dầu thơm không à. Không biết ông ăn ở sao mà lên Sài Gòn cái ông về ông xịt dầu thơm. Hồi đó ông về lần thăm bà nội mày á, bà nội mày bị ông chích nhập viện luôn đó. Còn vậy luôn á. Tại ba mày xịt dầu thơm cái mùi lạ đó, ông nó bu vô bà nội mày ra đỡ chích nhập viện. Thôi nha. À cũng hên á, hên là ba mày đi xe hơi chứ ba mày mà đi xe gì khác ha là bằng cái bộ đồ này trâu nó không út tao con mày. Học đi về đám giỗ má mà làm quá vậy trời. Gì? Không, mình nhịn nhục. Đám giỗ là gì? Đám giỗ là ngày mà nhớ lại hình ảnh của đám tao, đúng không? Không, mày vô duyên vậy mày. Không có gây lộn, mình giảm xuống lại. Tao gây đâu vô là ông kiếm chuyện với tao trước. Kiếm chuyện gì anh? Thôi. Mấy năm nay anh không về, anh về anh làm trước mắt ở đám giỗ, không ai dám mời ai. Mỗi lần đám giỗ là gây lộn mà. Anh ăn mặc vậy không á, bà con ở đây người ta thấy người ta cũng cười nữa. Bởi tôi không dám mời khách là vậy. Nói gì vậy? Bữa nay á là tôi thu xếp công việc, thấy chưa? Tới để dự cái đám giỗ của má. Trước là đám giỗ, sau là có chuyện muốn bàn với chú. Chuyện gì? Tôi với anh có chuyện gì bàn? Mấy cái công đất má để lại cho tôi với chú má. Làm sao? Tính toán chia cho lẹ đi, để lâu quá rồi. Công đất nào? Chú giỡn nữa. Bên kia là 4 công, bên này 4 công, đằng sau nhà 4 công. Tổng cộng là 12 công, một mẫu 2. Chú quên rồi hả? Sao anh không tính luôn trước mặt mình 4 công nữa? Có hả? Ngày xưa má mình bị lẫn, bà chửi từ đầu này tới đầu kia là người ta dời nhà đi hết 4 công nè. Rồi đầu này qua tới đầu kia là bà chửi dời hết 4 công, đằng trước mặt dời 4 công, đằng sau lưng dời 4 công, tổng cộng là 16 công. À, tới hồi má chết chưa có cái đám ma nào mà vui bằng cái đám ma của má. Mà sao? Người ta đem bò tới người ta tế má nè, đem heo tới người ta tế má nè, đem gà tới người ta tế má nè. Người ta mừng quá, bị ba chết rồi, người ta mừng quá, người ta về, người ta ở lại miếng đất cũ của người ta đó. Rồi bò heo đãi mấy ngày không hết. Không, kìm lại. Nó bây giờ về lấy cái gì? Còn nhà mình có một chùm mới lớn vậy thôi đó. Thôi được rồi, chuyện nó tính sao? Bây giờ cúng kiến là chuẩn bị xong chưa? Hả? Để tôi còn đi về nữa. Trời ơi, chuyện đó là chuyện anh khỏi phải lo đi. Mấy năm trời em có về đây, tự động tôi cũng cúng má như thường. Tôi chuẩn bị gì rồi? Đồ cúng xong hết rồi nè. Đồ cúng xong rồi đem ra đi. Dạ. Bác hai mày về rồi đây. Tha rằng người đừng về. Mày gì mà nhanh gì vậy? Trời ơi, bác hai. Mặc chi bộ đồ đỏ chói dữ vậy? Đi từ bên trong tưởng đâu heo quay cúng bà không đó. Mày nha mày. Hết cha tới con à. Nè. Ăn nói vô chứ. Vừa phải thôi tự nhiên ba ví như heo quay. Chú ba ngồi đây sao mày không tưởng là hôm nay nhà mình cúng khô cá đuối đi. Nè. Hai đứa bay đừng có vô duyên nha. Chữ ba con. Thôi ba nhịn đi. Mình kiếm chuyện trước.
Bà cúng ra hả? Sao cái năm nay nhà mình cúng giỗ bà nội ít quá vậy? Ủa, mỗi năm mình giỗ một mình làm đám giỗ à, thì mình làm cho nó chu đáo. Năm nay có đại gia Sài Gòn về, phải để cho họ hưởng phước nữa chứ à. Phải chia cho họ nữa, đặng họ cúng cho họ có phước. Thế nè, trái cây 2 trái, vàng 2 cục, đô la mấy tờ, đồ 2 bộ rưỡi. Bác hai cúng gì bỏ vô đi. À, đâu có cúng sơ sài như vậy. Nhanh đi, cho tôi cúng rồi đi. Tới giờ cúng rồi. Đâu là phải có đẳng cấp. Đúng, phải đẳng cấp. Đây, đây là một cái voucher. Nghe chưa? 20 triệu của cái hãng là YSL, tiếng Việt là YHL. Thấy chưa? Đây là cái công ty mỹ phẩm mà Quang Lê với lại Minh Tuyết có xài đó. Thấy không? Bây giờ tôi cúng cho má, để xuống dưới má sức để mà da nó săn sóc cho mặt cho nó trẻ lại. Trời đất ơi, đã ta làm ma còn muốn làm ma đẹp nữa trời. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Cái đó là ba con là lo cho nội về cái phần mà nhan sắc. Còn con là lo cho nội về sức khỏe. Tốt đó. Hôm nay đám giỗ nội nè, con xin được cúng cho nội chiếc xe đạp để nội đạp đi xì ba. Mày làm mất mặt tao mày. Không, sao không cúng xe gắn máy? Mà nội chưa có bằng lái. Mấy ngàn mày cũng tiếc nữa. Phải, dân Sài Gòn. À, con tôi nó cúng xe đạp. Vậy đó mà cúng được hay không? Mày thấy hay thiệt á. Cái xe đạp như xe đạp xiết khỉ vậy trời. Nhưng mà nghĩ như vậy thì má lớn tuổi rồi, thời tiết nóng như vậy mà đạp xe đạp sẽ bị mỏi dầu. Dạ. Tôi cúng cái này mới là lớn nè. Dầu gió xanh con ó. Phải có cái nhãn hiệu là Eagle Brand nha. Màu đỏ đằng sau ống bánh mới là thiệt, thấy không? Không, ba phải cúng như vậy. Cái hãng này nổi tiếng lắm ba. Để lên đó ra cúng cho rồi. Cho con xài thử miếng được thôi. Ê, đừng có ké nha mày. Nào giờ dưới quê chưa xài này. Chưa, con cúng cho bà nội mày mà xài cái gì. Trước sau mày cũng xài. À dạ dạ. Hổn. Để cúng cái đã. Cúng được à? Bỏ lên đây tôi cúng. Rồi đó. Trời đất ơi, quẹn cái là cúng rồi đó hả? Sao ông bỏ lên luôn mà ông để kỳ vậy? Người ta chết rồi, hưởng hương qua thôi. Đưa nguyên chai chỉ cho nó tốn. Trời ơi, con nói ba keo mà. Nè, đừng có nói keo kiệt ở đây nha. Tôi làm như vậy là sơ sơ thôi. Tôi không muốn người nhà người ta hưởng ké. Tôi phải như vậy chứ. Hả? Tôi đâu có phải hạ tiện như vậy. À, bà con à, tốt lắm, cúng đàng hoàng. Má ơi, hửi đi má. Xong. Thơm quá. Ủa vậy cuối cùng mày hưởng trời. Cuối cùng cũng vô lỗ mũi ổng mà. Ổng đưa bà nậu mày chưa kịp hử. Giật lại liền. Trời ơi, cúng đẳng cấp quá. Phần tôi vậy là chú đồ ăn đủ sao rồi? Thôi bác hai yên tâm đi, ba con chu đáo lắm. Sớm mời á, trước khi đi chợ đó, ở nhà ta nói hả, luộc nguyên một nồi giò heo nè, với lại gân bò hầm sả ớt ngon lắm cho bà nội ăn. Bậy bà, mấy cái món nó dai lắm, tôi ăn đâu có được. Tôi làm đâu phải cho anh ăn. Tôi làm ở đó trước cúng má, sao là cho con tôi ăn. Còn cha con anh cúng cái gì, cha con anh ăn cái nấy đó. Ví dụ như ăn niền xe đạp nè đó, ăn cái mỹ phẩm này nè, với uống cái dầu xanh là được rồi ha. Con đã nói với ba lại rồi, mình kìm lại. Đám giỗ là ngày nhớ lại hình ảnh của đám tang ha. Hồi nãy giờ vô tao kìm lắm rồi nha, mà nó cứ kiếm chuyện với tao. Kiếm chuyện gì? Anh về anh cúng gì kỳ cục vậy? Không có được một cái bông cho má. Tôi hỏi anh này kỳ cục vậy? Bao nhiêu năm trời ăn như vậy à? Bữa nay anh về anh cúng chơi đời vậy hả? Mấy năm trước tôi có về rồi ha, mà chú về chú không có quan tâm tôi, chú lơ là, tôi ghét tôi không xuống nữa. Đừng có nói tôi là không lơ là cái gì. Anh là con trai trưởng mà anh nói vậy nè, chú không có hổn nghe chưa? Thôi không vậy, lần nào gặp tuần nào gặp cũng gây lộn hết trơn vậy, thôi mỗi người nhịn nhau tí. Tao có gây gì ông đâu, quá mà. Gì vậy, cái gì vậy ông Dũng, bị gì vậy? Dầu gió đâu lấy dầu gió sức cho nó. Dầu gió đâu? Dầu nó tỉnh rồi đó. Trời ơi, sức dầu gió cho con mà cũng không dám lấy cái chai ra sức đưa cái mâm hớn hử.
Con mình mà cũng keo được nữa. Anh Dũng. Sao rồi con? Anh Dũng còn sao không vậy? Thằng hai là ba nè con. Không, ba là ba của con. Không, tao mới là ba của mày. Ba cái gì hổng láo. Nó ngất xỉu rồi, nó không mơ. Bắt ai đồ đánh, coi chừng có ai nhập vô đó. Ba. Có khi nào ông nội không? Ba ơi. Không, đây là chú, không phải ba. Ba cứu ba đi. Ba mày đây. Chú chứ không phải ba. Chú tên là ba. Là ba của con đây ba. Là sao? Ba. Là ba của thằng ba đây. Không hiểu. Trời đất ơi. Một câu bớt dùng hai số lại. Bây giờ không số nữa. Tao là ba mày. Ma mày. Ê. Có chuyện ông nội. Đánh con tôi. Chính đánh con phải ông nội đi bây giờ. Vợ ta còn quánh vợ. Đừng có nói mà. Mày đưa được vợ nữa. Bây giờ ngày hôm nay ba nhập vào xác của thằng Dũng để về thăm mấy đứa nè. Ông nội đó. Không lẽ ba thiệt? Hỏi coi. Con anh nó có đồng cốt gì không? Thì tôi không biết. Ba hỏi thử. Bây giờ nè, nếu mà ba thiệt là ba tôi, bây giờ hỏi chứ ngày sinh tháng đẻ ông là ngày mấy? Nhớ chứ sao không. Ngày sinh là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái. Cái gì vậy? Phải không? Ngày sinh của ba là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái kìa. Phải. Tôi đâu có nhớ. Phải không? Tôi cái năm sinh đó phải của ông nội mẹ không? Phải. Bà. Thôi bây giờ cả nhà chờ đi, tao chạy ra cái mã tao coi. Thôi. Mạnh quá. Trời ơi. Thì vậy? Đợi tới lúc ba vô là ông nội đầu thai rồi. Tao không nhớ mà. Để con vô con coi ba có ghi trong bàn thờ nè. Vậy? Là ba đây, Nguyễn Văn Chính đây. Ba. Đây nè. Bàn thờ ghi nè. 15 tháng 5 năm 1955. Cái đó là năm sinh của tao. Ủa năm sinh mà sao ghi lên bên hông bàn thờ vậy? Có bài hát nè. Ê, cái ngày này gần luôn. 23 tháng 11 năm 2019 là ngày đám ma ông này. Ê, không có giỡn nha. Chết thật là mà đám ma. Đại không. Trời đất ơi, ngày trả nợ ngân hàng cũng ghi vô đây làm chi vậy? Đây nè. Nguyễn Văn Chính, 19 tháng 9 1939. Đúng rồi, vậy đúng ba rồi. Tao quên năm sinh ông nội mày chứ. Bây giờ nè, để cho xác định là đúng hay sai nữa, hỏi cái này là kín đáo nhất, chỉ có con với ba với anh hai biết thôi. Thôi đi. Mấy đứa nhỏ không bao giờ biết. Vậy trên năm số điện thoại cuối của ba là năm số nào? Làm sao quên được. Năm số cuối là 34509. 34509. Chính xác. Ồ, đúng rồi hả? Đúng ông nội mày rồi. Sao vậy ba? Sao chú chắc? Bởi vì cái mà phong thủy là ông nội mày số 1. À. Đó. Chính vì ông lấy cái số điện thoại này, ông làm ăn, cho nên nhà mình mới sạc nghiệp tới giờ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa ba? Cái số được sao mà sạc nghiệp? Tôi chưa thấy ai mà như cha mình. Mở thì mở cái dựa trái cây mà ông lấy số điện thoại là 34509. Trái cây mà 34509 bán này ăn. Mới nửa năm là sạc nghiệp rồi. Ba phải đúng là... ba rồi. Ba. Hả? Ba về đây có chuyện gì? Thứ... Sao má về? Ba về bữa nay đám giỗ má mà ba về sớm vậy, má không về? À, chắc là đám giỗ bà nội mà ông nội về ăn ké phải không? Giỏi lắm. Tụi bay cũng ác. Già cả nú không mà cúng gân bò xào xa tế. Cắn một cái trời ơi nó giác cái nú. Bà nhớ mấy đứa lắm. Nhớ má của tụi bay nữa. Bởi vì ở dưới không gặp được. Ngày nào ba cũng đứng để chờ người ba yêu lương lờ qua trên lối đi về. Nhìn theo sai đắm mà muốn kêu mà sao không dám. Sao ba không kêu? Ủa đó càng tiếng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ba cũng ít có xàm. Về đây gặp tụi con vậy là vui. Thôi ba đi.
Nhưng trước khi ba đi, ba muốn nói một điều và nhắn nhủ với thằng Hai rằng: dạ. Hai à, lần sau hai cha con mày đi ăn đám dỗ mặc đồ bớt bóng lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây nè, ông nội mày hồi nãy về mày không nói chuyện gì, giờ này mày khóc cái gì? Tao nhớ ba mày quá. Cái gì vậy? Má, má là má của mày nè. Má mày. Trời đất tao ơi lao. Mày thấy bên kia được cái mày làm theo luôn à? Mày quá hổn rồi, mày tán má, mày muốn rớt cái não luôn. Má, má là má của tụi bay, bà Nguyễn Thị Tái Gầu Gân nè. Nguyễn Thị Tái Gầu Gân. Bà nội, bà nội. Bà đúng nội, rồi. Đúng là má, má tên là bình má. Thường á là ở cái xóm này kêu theo tên ba không à. Kêu má là bà Chín, bà Chín. Tới hồi má chết rồi ba mới đưa cái tờ giấy ra, tôi mới lục cái tờ giấy ra là đúng là má tên Tái Gầu Gân thiệt. À. Hay gì tôi nói anh nghe, bữa đó hả, đám ma của má treo cái bảng cáo phó lên, người ta tưởng khai trương tiệm phở. Trời ơi. Trời ơi. Kéo tới đông nghẹt. Sở dĩ tao tên Nguyễn Thị Tái Gầu Gân, à, lúc đó tại má tao đau đẻ, lúc ba đang thèm phở, má đặt cho đỡ thèm thôi. Tao về, ngày dỗ tao thấy buồn quá à. Làm gì má buồn? Ủa, ba mày mới đây đâu rồi? À, đi rồi. Ủa cái gì? Mới xuất đi. Trời đất ơi, tao kiếm ba mày ở dưới đó không gặp được, rồi lên đây cũng không gặp được, làm sao? Ủa sao kỳ vậy má? Sao giờ chết rồi phải gặp nhau chứ sao không gặp được? Có, ông chết xuống dưới ông ở tầng 1 á, tao ở tầng 18 lận. Ủa, sao nghiệp... cái tầng 18 là cái tầng cuối cùng mà sao má ở đó? Tao chửi riết cái nghiệp tao nó nặng quá. Trời ơi. Hèn gì ở tới tầng 18 luôn. Hay thiệt. Vậy là mỗi lần mà ông nội muốn thăm bà nội là ông nội phải nhảy lầu hả? Ừ. Thì đó, ông kiếm tao ông nhảy mém té mấy lần chứ bộ. Cái bữa đó, tao thấy thằng ba nè, nó đốt nhiều với tiền vàng mã quá, tao mới nhín răng miếng đút lót cho đầu trâu mặt ngựa đó. Nó dắt tao lên kiếm ổng, mà nó nhận tiền xong nó dòm lại, nó trời đất ơi, bà đốt tiền mà lủng lỗ không vậy? Dòm kỹ mới thấy trời đất ơi, mày mua tiền đô ngoài chợ, bấm kim không, đốt xuống đâu có xài được đâu. Trời ơi. Má giận tụi bay lắm. Má nuôi tụi bay cả cuộc đời, cho tụi bay ăn đủ thứ hết á, mà tụi bay không biết má thích cái gì. Tụi bay không có đốt đồ đạc cho má. Có mà má, con biết má thích mà. Ngày xưa má thích màu mè, con đốt đồ cho má lúc nào cũng màu mè. Má coi nè, đây màu đỏ nè thấy không, màu hường nè thấy không, rồi vàng dòng đồ này nọ đầy đủ mà. Đây là mới nói không có sao được, đủ màu. Tao biết là mày mua cái đồ màu vàng, màu đỏ, màu xanh mày đốt cho tao, mà tới hồi mày đốt xong mới ra tro màu trắng, màu đen không à. Mặt như mặt bà ba đen vậy đó. Rồi vàng dòng mày mua cũng 4 số 9 đâu, quá trời 4 lưỡng nè. Đốt xong nó cũng ra tro màu đen. Tao đeo dưới tôi đi vòng vòng, mấy bà bạn mới chọc tao, mới nói xiềng xích đeo chưa đủ sao còn dắt chì lên người nữa. Trời ơi. Trời ơi, cái đó là tại vì cái chuyện mà con đốt cho con đâu có biết đâu. Mời mốt còn được, còn cúng còn để nguyên. Tới hồi mà má tức quá. Má tức cái gì? Đồ mặt tao không nói, đám dỗ tao mà không biết tao thích ăn cái gì hả? Má thích cái gì má nói tụi con mới biết, thích tụi con cúng. Thích cái gì thì nói đi. Má thích ăn bánh bao. Gì vậy? Cái gì vậy? Má nè. Gì? Bà đừng có xạo nghe. Bà là cái dông nào? Tôi mới là bà chứ bà không phải tôi. Ủa anh Hai, hồi xưa ba mình mấy vợ? Một vợ thôi. Một vợ sao giờ tới hai bà? Tao không biết. Từ xưa tới giờ hai đứa bay biết hai từ nhảy dây chứ chưa bao giờ nghe hai từ nhảy dông phải không? Trời ơi. Bà đừng có láo nghe. Bà là má giả, má mới là má tụi con. Bà sao? Không có bà má nào như vậy cả. Bà nhìn hai đứa con bà đi, đẹp trai sáng sủa, cớ sao cái răng bà lại hô như vậy? Bà là thuộc họ hàng của nghệ sĩ Hoài Tâm. Không, nó giống vợ con. Bà im đi, bà dòm lại bản mặt bà đi. Có người phụ nữ nào mà chân mày dài tới bát như bà không? Chân mày gì mà thêm chữ V chính giữa là thành chữ M luôn đó. Bà hay lắm,
còn nhìn trên khuôn mặt của bà, tôi chỉ muốn tặng cho bà vài câu thơ thôi. Thơ gì? Răng mà tẩy trắng gọi là răng đen, răng của trẻ em gọi là răng sữa, cắn thì dùng răng cửa, xé thì dùng răng nanh, chỉ có răng hô là vừa cắn vừa xé. Chắc tao rút răng phóng nát bàn thờ nhà mày quá. Bà dòm kỹ cái mặt bà đi, chắc bà đẹp mà chọc cơn điên tao chửi lên rồi ha. Bà biết bà xấu lắm không? Bà xấu mà xấu từ ông cha, xấu lan qua hàng xóm, xấu từ phường khóm, xấu lên tỉnh thành, ai biết xung quanh cũng biết bà xấu, mày hiểu không? Tao nói xấu mà xấu từ chiến tranh, xấu vô tới hòa bình, xấu từ bùng binh, xấu vô tới hẻm cục, xấu mà không biết nhục nhã dòng họ tổ tiên, xấu từ trước công nguyên, xấu tới thời hiện đại, xấu từ lúc nhỏ dại tới lúc lớn khôn, đem chôn đầu thai của cuộc xấu lia, xấu lịa. Trời đất ơi, tao nói xấu mà lung lay nghĩa địa, xấu cạn tình nghĩa mẹ cha, xấu xót xa thị trường thẩm mỹ, xấu âm ỉ từ lúc mới chào đời, giật nổi sau giờ bà cũng còn xấu. Má nè, mà chú biết má nè. Hồi xưa bà chửi mà người ta dọn nhà đi đó. Vậy hả? Má đây nè. Không phải, tôi mới là má đây. Bà chửi tôi dài quá tôi nhớ không kịp, còn tôi thì chỉ ngắn gọn thôi. Ông bà ta nói đúng, đúng là có câu giải thưa không che được bắt thánh. Rồi sao? Cũng giống như răng hô không che được bắt người. Trời, tôi bay vô lấy cây nhiếp đi, tao nhổ sạch chân mày con này tao mới chịu nè. Đúng, bây giờ hai người đều chửi giống nhau hết, là biết ai là má thiệt của mình đây? Tôi đâu có biết đâu. Hay là hỏi cái gì khó thôi biết. Anh hỏi đi. Má ơi, hỏi cái gì khó đó. Nếu má là má của tụi con thì má còn sống hay má chết rồi vậy? Mày hỏi khó quá. Tôi nể anh rồi, đã nói hỏi cái gì khó thôi mà. Má, bây giờ nếu má là má của tụi con hỏi nè, má chết rồi má là ma hay là người? Vô duyên. Anh em tụi bay nói chuyện lắp cái não vô giùm được không? Tao chết tao phải làm ma chứ. Bà cái ông bà kia bà, tôi đánh là chết. Bà đi, bà đi ha, hey, đuôi, đi. Cái gì vậy? Đuổi ai vậy? Má đuổi ai vậy? Là ba đây. Hả? Trời ơi, sao biến đổi liên tục vậy? Con mụ kia là con mụ nào? Bồ nhí. Trời ơi, sao bà biết hết chuyện của gia đình này vậy? Tôi kể. Trời ơi, sao bà rảnh bà đi kể cho bồ nhí bà nghe chuyện gia đình mình chứ vậy? Cả cuộc đời sống chưa bao giờ biết đánh ghen, bây giờ chết phải đánh ghen nè. Con ở đâu? Kêu nó ra nói chuyện với tôi. Con ở đâu? Nó đi rồi, bà đừng có nóng giận nữa. Tôi đây nè, gây lộn hoài vậy. Tôi đây chính nè. Mình ơi, lâu quá mới gặp lại ông. Ông khỏe không vậy? Bà đang khóc hay đang cười vậy? Cái gì vậy? Ông tôi khỏe. Ông mất dạy lắm. Ông ngồi đi. Chừng nào ông đi đầu thai vậy? Hình như trong lịch là tuần sau á. Còn bà? Tôi ở dưới vô thời hạn. Sao vậy? Nghiệp không biết chừng nào mới hớn. Ông ngồi đi. Ông ngồi đi. Bữa nay đám giỗ tôi nè. Tôi nhỏ nó cúng, ông về ăn với tôi nghe. Mấy đứa tụi nó cúng ác cúng ôn, nhất là thằng hai nè, nó đốt cái gì nó không đốt cho tôi, nó nghĩ sao nó đốt mấy cái đồng xu đồng cắt xuống dưới. Bà nhớ không, có một lần bà khô môi, bà xin tiền tôi đi mua cái son để dưỡng môi của bà, xài đồng cắt ra tiệm con nhỏ bán son nó chửi quá trời. Về sau này điều tra mới biết nó đốt đồng xu thiệt không đốt, nó đốt đồng xu thẻ thú nhúng. Sao xài mấy cái vụ đó bỏ qua đi. Đám giỗ tụi mình á, là ta nói hả, cha mẹ nuôi con á, biển hồ lay láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Tính rồi nào trời, nó cúng mà ba cái đồ này sao tôi ăn thì đó. Mà cúng tay ông nữa, bây giờ tụi nó mở gặp nhau là cãi lộn à. Cúng tay ông hồi xưa lúc mà còn sống á, không lo dạy dỗ tụi nó. Tụi nó hả, tôi hồi nhỏ đã hay gây lộn rồi đánh nhau rồi. Ông lo nhậu nhẹt không ha. Bà nói tôi thì bà nghĩ lại bà đi. Ngày xưa thời gian trước sao hả? Bà bó bà đi đánh bài tôi ở nhà cho hai đứa tụi nó bú.
À, quên hả? Ông cho bố đường nào? Xin sửa bình của hàng xóm. Tầm 7. Cái đoạn này là 7 rồi. Anh hai, ba má bây giờ chết rồi mà còn lẫn. Anh hai nhớ không, ngày xưa đó là anh em mình thương nhau lắm. Hồi đó là em với anh hai đi bắt cua ở ngoài đồng. Lúc đó là nước đang lên nè. Xong em trợt cái chân, em té xuống sông. Lúc đó anh hai bơi xuống, anh hai cứu em. Anh hai cứu em xong xuôi anh hai bắt đầu đuối rồi. Anh hai ráng đẩy em lên trên bờ. Rồi nước cuốn anh hai đi. Rồi người ta đi ruộng về, người ta mới vớt anh hai lên. Lúc đó anh hai thương em mà. Đâu có phải như vậy. Đúng rồi, chắc có điều rắn cắn ở đây nè. Anh còn nhớ nha, hai anh em mình hồi xưa nghèo, mỗi đứa có một cái quần đùi để đi học thôi. Đúng rồi. Có bữa anh ham tắm xong quá, nhảy xuống cái quần nó trôi đi mất. Đó rồi bà con hàng xóm thấy mắc cỡ, em nó chui lên cây em trốn. Thì lúc đó em mới đi ra đó. Em mới đi ra cái em thấy bà con bu quanh cái cây, em mới nhìn lên. Em thấy anh hai cái em mới tuột cái quần của em ra đó. Em quăng lên cho anh hai để anh hai đi về. Đó, như vậy là đủ thấy em thương anh đó, rồi. Đó thì cuối cùng xong em về em nghĩ, ủa sao mình ngu vậy. Nếu mà thấy thì thấy một người thôi, mắc mới gì thấy tới hai người. Cuối cùng cả xóm tập trung cứ chê ba không à. Nó giống nhà cha chính không tốt. Tóm lại là anh em mình thương nhau chứ đâu phải đâu như là phải như là hai người này nói đâu. Thấy chưa, em nói chơi cái chiêu này là hai ổng quê ha. Thì đó, anh đã nói hồi nãy rồi, ba anh hay kể anh nghe mấy cái vụ này lắm chứ. Ủa, ủa bác hai cũng có kể hả? Ủa thằng bố. Ba em kể rõ lắm. Chị bà dạ, bà dạy hả mày? Má anh làm bà ơi, bà. Ông ơi, bà nội mày chứ bà. Bà nào? Mày tính nói gì? Bà nào ở đây? Hả? Đừng đánh má. Đừng đánh con. Má. Má mày tao còn đánh. Má đánh con quá. Cho mày quánh mày luôn á. Dạy mày mày nghĩ sao vậy hả? Giảm giả ông nội mày hả mày? Tại vì hai mày làm gì vậy? Thì nhờ vậy hai người mới chịu nói chuyện với nhau. Bây giờ con nói thẳng luôn nè, ba với bác hai á không có dịp gặp, ai cũng bận hết á. Mằng năm có ngày giỗ của bà nội ông nội hà, mỗi lần gặp là cãi lộn, cũng đùn đẩy trách nhiệm hết. Ủa ba với bác hai nhớ chuyện hồi xưa nhường nhịn nhau từng chút một, giờ lớn rồi tới ngày giỗ không nhường nhịn nhau một tiếng hay sao mà cãi lộn hoài? Bây giờ con nói thiệt luôn, con cứ thành dự là bài ra hết. Vì muốn chú với lại ba quề lại yên bình lại đừng có gây gỗ nữa. Tối nào hai thằng cũng bàn kế hoạch với nhau, gọi phay tham mà tức đêm tức hôm muốn thăm quần con mắt luôn. Là bây giờ để muốn cho hai người như vậy thôi. Thì tại ba mày chứ ai. Ông làm lớn mà tới ngày giỗ ngày quải rồi này nọ, ông không chịu về quê. Đâu phải tôi không về. Cái lần đầu tôi về đó thì chú có để ý tôi đâu. Giận tôi mới lẩy tôi mấy. Bao nhiêu khách để ý gì? Anh em ở trong nhà anh phải phụ tôi chứ. Thôi mà đừng có cãi lộn nữa chú ba ơi. Con nói thiệt á, là tại vì ba con chú cũng biết là đi làm rồi đi gặp người này người kia, đối tác này đối tác nọ mà đâu có thời gian đâu. Nhưng mà một cái chuyện bí mật con biết được là tất cả những cái số tiền mà ba con làm, ba con dành dụm để dành để về đây xây một cái ngôi nhà mới, để có cái chỗ mà thờ cúng ông bà, rồi sẵn là có cái chỗ mà cho chú ba với anh Dự ở nó đàng hoàng hơn nữa. Ủa thiệt hả bác hai? Dĩ nhiên rồi, mà tao không muốn nói trước cho ba mày biết, muốn là bất ngờ. Thôi bây giờ nói thiệt anh, nhiều khi tôi cũng tức anh, nhưng mà thôi bây giờ anh đã nghĩ được tới cái chuyện mà để có cái nơi thờ cúng ông bà với lại cha mẹ, vậy là tôi mừng rồi. Bây giờ anh em mình coi như không có gì đi. Mày coi vô lấy cơm rồi ra cúng đi. Bữa nay tôi nấu cơm á, là toàn nấu một những cái món mà anh thích ăn không đó. Ngày xưa má hay nấu cho anh ăn đó. Ôi khỏi nè, có mắm chưng nè, rồi có mắm lóc nè, mắm kho chấm mắm rau kho chấm với rau nữa. Thôi đi ra nhà hàng ăn tôi đãi cho. Cái gì? Tôi đãi cho. Thôi ăn cơm nhà đi cho nó tình cảm gia đình. Ừ, vậy đi cho đỡ hao ha. Trời ơi. Ba, giờ quề phải không, vui vẻ phải không? À, tính tiền điện tháng này đi, gần tới đám giỗ con gọi cho ông bàn kế hoạch thôi. Nhiều tiền điện nhiều lắm. Không nhiều đâu mà. Không, lấy bill nè, bữa cho anh gửi về nè, đứng đi em vàng ra. Thì đó, bây giờ cái tiền là phải trả chứ đó. Mình thiếu nợ mà. Bao nhiêu cũng trả mà. Bao nhiêu cũng phải trả thôi. Mình thiếu cái. Tụi bay đưa bill hay đưa các băng Khánh Thành vậy? Tao đưa tao coi cái tổng thôi. Cái tổng tao để tao trả chứ có gì đâu mà. 9.2 triệu nè anh hai trả đi. Nhiều quá trả không nổi. Được rồi, để tôi trả cái này. Thôi cho. Thôi giờ thay vì ra nhà hàng ăn thì bây giờ ăn cơm ở nhà đi. Được. Đấy, để đồ lên thắp nhang cho má đi. Cả nhà mình vui vẻ như vậy chắc má vui. Đồng kết cho ông bà nội vui nha. Rồi. Vô đốt nhang thì ăn cho nhà ăn cơm nè. Bà nội ơi,
Vui quá. Chị Xuân ơi, chị Xuân à, có nhà không vậy? Trời ơi, chị Xuân ơi. Ủa, nhà cửa đâu hết trơn á, trời ơi trời. Cửa thì không có khóa. Chị Xuân ơi. Tôi đây. Xuân ơi. Tôi đây. Quý hóa quá. Chào chị. Mới sáng sớm tinh sương mà ông anh đã ghé thăm. Rước ông anh ngồi chơi xơi nước. Rước chứ đưa cái gì. Hàng xóm với nhau mà chỉ có những người xa lạ vậy đó. Chỉ làm tôi ngại hết sức à. Người ta nói bất kỳ khách sáo thì không sai chút nào. Vâng, mời 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 ông anh ngồi. Ông anh bảo tôi khách sáo á thì không có đúng. Sao vậy? Đất lề quê thói à. Mình ở tuy sống ở Mỹ, lễ nghĩa lúc nào cũng phải vuông tròn cho phải đạo chứ ông anh. Chị nói văn chương tùm lum, tôi còn không hiểu huống gì là hai đứa con dâu của chị. Hổm rày tôi nghe chị than, nhưng mà tôi nói thiệt nha không, chị khó tánh quá, bắt bẻ từng chút, làm sao tụi nó ở nổi với chị. Vâng vâng vâng, mời mời mời, mời ông anh sơi cốc nước kìa, rồi tôi trình bày cho ông anh. À. Ông cứ quở tôi là tôi khó tính, nhưng mà tôi có khó khăn gì đâu nè. Chuyện là thế này, ông nhà tôi chẳng may vắn số, mới vừa tứ tuần đã quy tiên. Trời ơi, chị nói chuyện nghe sao mệt quá. Chồng chết thì nói mẹ là nói chồng chết đi. Bài đặt quy tiên với quy y. Tôi đó hả, hoàn cảnh tôi y chang chị vậy đó. Ai hỏi vợ tôi đâu hả, tôi nói bà chết ngắt rồi. Vậy phải dễ hiểu không? Trời ơi, quy tiên quy y. Nè, tôi nói chị nghe, qua Mỹ rồi đó, cái tiếng Việt mình càng ngày nó càng bị quên dần, thấy chưa? Tụi nhỏ mà nó nói tiếng Việt được đó là mình phải mừng, chứ đừng có nói chi mà bài đặt thơ với văn. Giấy rách thì phải giữ lấy lề. Này, ông nghe tôi nói nhé. Ông nhà tôi á, mất đi, để lại cho tôi hai nách, hai đứa con trai. Nghĩ tới thủa ấy, nhà tranh vất đất, đèn dầu một bóng, trăm phần cơ cực, một nắng hai sương, tôi mới nuôi được hai đứa con cho nó ăn học nên người. Bây giờ chúng nó đã học xong và đã có công ăn việc làm hẳn hoi ấy, nên tôi mới cảm thấy nhẹ được một tí đấy ông anh ạ. Nghe chị nói mà tôi muốn rơi nước mắt. Nhất là cái đoạn mà hai nách hai đứa con trai. Nhiều khi tôi thấy tôi cảm kích chị vô cùng. Chắc có lẽ vì vậy mà bây giờ lưng chị nó hơi gù. Nhưng mà nói cho ngay thì tôi cũng mừng cho chị. Bởi vì chị có hai đứa con trai đó, đứa nào cũng có hiếu hết trơn á. Thằng Tòng với thằng Phạm đó. Mà tôi nghĩ cũng lạ, vì đặt tên Tòng Phạm hình như nó có liên quan tới vấn đề trộm cắp không? Giỡn thì thôi, chị có con có hiếu chị là tôi vui rồi. Ông anh nói thế để an ủi tôi thôi chứ tôi đang đứt từng khúc ruột đây là ông anh. Nhưng mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt đấy. Ủa chị nói sao vậy? Tôi thấy hai đứa nó hiền lành quá mà. Vâng, chuyện là thế này. Năm ngoái đấy, hai đứa muốn về Việt Nam cưới vợ. Tôi thì nghe cũng mừng trong lòng. Từ vì ông anh thấy đấy, cảnh nhà đơn chiếc, tôi muốn chúng nó yên bề gia thất ấy, để một hai năm nữa tôi có chỗ nội ẩm bồng cho nó vui cửa vui nhà, phải không ông anh? Đúng rồi đó, tôi nói chị nghe nha. Tôi với chị ở mình êm con mình nè, thấy không? Thì đi vô ra nó buồn lắm. Dạ. Chị xúi tụi nó lấy vợ đúng á. Rồi tụi nó có chịu lấy không? Có, mới bực mình chứ. Ủa, chị vậy? Được hai cái thằng con á, đúng là thứ khôn nhà dại chợ. Việc nhà thì nhiếc nhác, việc chú bác thì siêng. Dặn mãi chúng nó, châu ta ăn cỏ đồng ta. À. Bắc thì lấy Bắc, Nam thì lấy Nam. Mình xe duyên với người đồng hương ấy, thì dễ bề thông cảm hơn, phải không ông anh? Ừ. Nhưng mà ai đời cá
không ăn muối cá ươn. Nó cái thằng Tòng nhà tôi rước ngay con vợ người Nam quê đâu ở mãi Gò Công ấy. Ôi giời, nó còn khoe với tôi rồi, vợ nó là hoa khôi miệt vườn. Mà nói thật với ông anh, tôi chẳng biết miệt vườn là cái miệt gì. À, Nam Kỳ lục tỉnh thời trước đó, người ta kêu bằng văn minh miệt vườn. Nói trắng ra đó là nông thôn miền Nam đó. Nhưng mà nè, hai đứa con chị nó lấy vợ người Nam đó là sao? Không, thằng Tòng ấy, thì lấy cái Cúc miền Nam. Ừ. Thằng Phạm thì phải lấy cái con Bình ấy, người Huế thế mới đau ấy. Đau cái gì chị ơi? Tại vì bị chị có máu kỳ thị đó. Tôi nói cho chị nghe, Bắc Trung Nam á cũng vẫn là một đại gia đình Việt Nam, thấy không? Tôi kể cho chị nghe chuyện này. Mình đi qua Thái Lan á, Mã Lai là Campuchia đó, chị thấy không? Nước nào nó cũng có chè đậu trắng, chè đậu đỏ, chè đậu đen, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam á, tại vì mình có ba miền, cho nên người Việt mình mới chế ra chè ba màu. Vô duyên. Tự nhiên có chè với cháo ở đây. Ví dụ vậy cho chị dễ hiểu đó, thấy không? Nhưng mà ông thử nghĩ coi. Sao? Tôi là Bắc Kỳ chính thống. À. Đứa hai đứa con dâu, đứa miền Nam, đứa miền Trung. Lắm lúc nó nói chuyện tôi chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ lại mướn người thông dịch? Thôi thì chị ơi, chị nói thì sao á? Chứ chị nói chuyện với tôi sao cho nó được? Ôi, ông anh á là người ngoài, người dưng nước lã. Chẳng dính dáng gì tới tôi. Đèn nhà ai á, người nấy dạng. Nhưng mà hai đứa đấy là con dâu tôi. Tôi phải dạy chúng nó sống theo nề nếp gia đình tôi. Nhập gia tùy tục, xuất phạ giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tử tử thì tự xử. Hiểu không? Ông này, là cái gì? Mà đâu có hiểu, giờ mặt bảo hiểu rồi. Là cái gì? Là chồng chết lấy chồng khác. Cái ông này. Ông bà mình đã dạy ấy, dâu con rể khách. À. Tôi phải giáo dục chúng nó. Ừ. Không thôi á, người ta lại cười vào mặt tôi. À. Vì sách có câu ấy. Nữa. Chó gầy hổ mặt người nuôi. Người gầy thì hổ công tôi nuôi người. Thôi đi chị ơi, chị khó quá, ai mà ở với chị. Hên á là tôi không phải chồng chị à. Tôi mà lấy chị cho tôi bỏ đi lâu rồi. Ông chưa kịp bỏ, tôi đã bỏ trước rồi. Ừ. Nhưng mà này, dạo trước ấy, khi mà tôi làm dâu của mẹ chồng tôi ấy. Ừ. Bà. Thôi, bà bỏ cái chuyện đó đi nha. Cái thời đó xưa rồi, chị lạc hậu quá đi chị Xuân ơi. Thời bây giờ nè, ở Mỹ hả, mẹ chồng làm dâu ngược đó cho chị biết. Nè, có nhiều gia đình đó hả, cha mẹ cuối tuần nha, nấu nướng sẵn rồi, mời con cái lại, tụi nó còn không thèm về nữa cho chị hay. Nó mà chảnh. Thà là chúng nó đừng ở với tôi. Quất mày, quất mặt á, thì tôi khỏi bực mình. Hồi xưa đấy, khi mà mẹ chồng tôi mỗi lần mà bà mà chừng mắt nhìn tôi thôi á, là tôi đã phải lo làm vui lòng bà rồi. Bây giờ tôi nói toạt vào mặt chúng nó mà chúng nó chẳng thèm hiểu gì hết. Ôi chị ơi, là tại vì chị cứ dùng văn thơ vòng vo rồi sao tụi nó hiểu? Vòng vo là thế nào? Hôm hai đứa mới sang, tôi kêu con Cúc lại dặn nó rằng. Sao? Cúc à, mẹ có thói quen ấy, là mỗi sáng ấy, mẹ ăn sáng vào lúc 8 giờ. Cái thói quen này á, mẹ đã có là mấy chục năm rồi. Nhớ nhá. À, tức là ý chị muốn nó chuẩn bị breakfast cho chị lúc 8 giờ chứ gì? Vâng. Rồi sao nữa? Thế mẹ biết nó bảo tôi như nào? Nói sao? À, má ăn sáng lúc 8 giờ hả? Má nhớ đánh thức con dậy để ăn chung với má cho vui nha. Ông nghe có lộn tiếc không? Trời ơi. Nó cứ giả ngây giả ngu ấy chứ. À, nó có ngu có điếc hay không đấy. Ôi chị ơi, đó là thì từ nay về sau chị cứ nói thẳng đi, úp úp mở mở chi, nó đâu có hiểu. Ôi, con dâu cả nó đã vậy gì. Ôi giời, con thứ hai là còn kinh hơn đấy. Sao vậy? Hôm tôi bảo nói này con à. Bữa nào con nấu cho mẹ vài món Huế để mẹ ăn ăn thử nhá. Cái nó bảo với tôi mẹ muốn ăn món Huế á, để con ra quảng sống hương con order cho mẹ ăn nhé. Chuyện thường tình thế thôi. Mà này, cái hôm mà tôi dắt nó qua nhà bà Tín ấy, để tự vì tôi chơi họ bên đấy đấy. Biết gì?
Chơi gì? Tôi chơi họ bên đấy đấy. Mà có thụ hành như bạn hay sao? Họ. Chơi hụi hả? Chơi hụi. À hụi rồi đó họ. Người miền Bắc chúng tôi gọi là họ. À rồi sao? Khi mà tôi vừa bước vào, con chó nhà bà Tín á, xông mà nó vồ tôi. Trời ơi. Ôi giời, tôi hãi quá. Tôi nắm lấy tay nó. Thế nó bảo tôi vậy nè. Mạ đừng sợ, con chó chúng thế nhá hẳn không có răng mưu. Trời tức quá tôi bảo đó. Nó nghe nguyên cái hàm răng dài như thế kia. Mày bảo là không có răng là như thế là thế nào? Chị à, cái đó là bất đồng ngôn ngữ. Mỗi miền mỗi khác, nghe không? Sống ở miền nào thì mình quen cái tiếng miền đó, nghe không? Nè, tôi nghe nói chị Bắc tụi nó nói tiếng Bắc, có đúng không? Cái đó tôi thấy quá đáng đó nha. Tôi á, tôi nghe tiếng Bắc quen rồi. Nè, nghe tiếng Nam, tiếng Huế khó chịu lắm. Bộ chị tưởng tiếng Bắc của chị dễ thương lắm hả? Chị nói nhiều khi tôi nghe thì cũng khó chịu mà tôi không dám nói. Tôi còn nghe nói là chị con Cúc nó kêu chị bằng má, chị Bắc nó sửa lại bằng mẹ, có đúng không? Mẹ là tiếng chuẩn, má là tiếng lai rồi. Trời ơi. Trung tâm Thúy Nga làm về chủ đề mẹ, ừ, chứ có làm chủ đề má đâu. Ông anh nhớ cái câu chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Bây giờ ông anh thử sửa lại câu á, trông về quê má ruột đau chín chiều, nghe vô duyên không ấy? Tôi nói nghe được. Miền Nam tôi cũng có câu vậy. Câu gì? Má ơi đừng bỏ con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu. Thấy không? Đó là chị sẽ tôn trọng cái tiếng địa phương người ta, nghe chưa? Mỗi miền mỗi khác. Tôi nói chị nghe nè, người Huế đó, người ta đâu có kêu bằng mẹ hay là má, mà người ta trộn hai chữ lại thành mạ. Không, không lẽ người ta nói vậy thì chị chê người ta nói sai hả? Tiếng mà ông bảo trộn. Con chào mà. Răng mà dày sớm rồi hi. Rồi. Con chào chú Tư. Ừ. Chú Tư ra răng rồi chú Tư. Ừ, chú đánh răng thì mũi rồi con. Không phải như rửa. Ý của con là chú Tư khỏe không? À khỏe, chú khỏe, cảm ơn con. Ôi giời ông thấy chưa? Con đời thủ ở nhà ai mà con dâu á ngủ trương thây trương xác rồi 9-10 giờ mới dậy à, coi có được không? Mà có ngủ như rửa mà còn chưa đủ. Chồng con đâu? Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ rửa. Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ. Nó sao? Có nghĩa là I don't have enough sleep. À ok, hiểu rồi, ngủ không đủ. Dạ. Mày con để dấu nè, chú hiểu lầm. À, cái này là Cúc vợ thằng Tòng đó hả? Không, à, đây là vợ thằng Phạm. À. À, con Bình. À. Mà Ngư Bình, tên con là Ngư Bình, cống tăng tốn nữ Ngư Bình. Sách giá phàng còn ghi rõ rõ ràng ràng nè, con là con nhà hoàng tộc. Con bày đời của vua Minh Mạng. À. Mà con là cống tăng tốn nữ Hương Giang. Ba con là giáo sư Tôn Thất Nghiệp. Mà cứ kêu Bình Bình hoài, nghe giọng trái nữa. Mà phải kêu là Ngư Bình, nghe mình lãng mà. Người mày uẩn như nải suối ngự. Bày là Ngự Bình. Mà thằng này, thằng Phạm nhà tôi không biết mắt mũi để đâu, mới lựa con bé này ông anh. Dạ. Yeah. Mà nói chứ là rồi mà, luôn hẳn có cái giá của luôn. Hồi tế con mà về Việt Nam theo con rít, mấy tháng con mới xíu lông nữa. Hồi nợ con bạn chè đầu vàng trên sông Hương, hẳn ghé vô ăn chè mỗi ngày. Hẳn ăn chè every day. Sáng chè nè, trưa chè, chiều chè, tối chè, đến khuya hắn cũng chè. Hắn ăn mì khăn ỏi ra, hắn vẫn ăn là vì răng. Có răng mang chè đi chứ con.
không phải rửa, là vì hắn mê sắc đẹp của con. À, mà chú Tư biết không? Sao con? Tuy là bạn chè đầu vàng trên sông Hương nghe, mà là vì con nhà hoàng tộc nên khi lúc mốn mặc áo dài trắng ý nư sánh đông khánh rửa. Hắn vừa gặp con, hắn quăng hai câu thơ hàng mặt tự liên. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo ém trắng quá nhìn không ra. À, chắc nó tưởng con là ma đó. Đúng rồi đấy, không phải rửa. Hắn mê con. À, mê con à. Mà khi con gánh hàng về, hắn nói: người đi một nửa hồn tối chết. Một nửa hồn kia vẫn bình thường. Rửa. Rõ, đã rửa. Nó banh tẻ giống bố nó đấy. Không ngờ con chị nó lãng mạn vậy. Đấy, hồi đấy đấy, ông cũng dùng văn thơ để mà theo tôi đấy. Ông còn tặng tôi câu thơ. Sao mà tặng gì? Ước gì anh lấy được nàng, anh để anh mua gạch bát tràng về xây. Thế là tôi theo ông ấy về nhà. Nhưng mà khi mà về ở với ông rồi, chẳng thấy cục gạch nào, mà chỉ toàn là phải gánh đất để đổ nền nhà với lại nấu cắm lợn không. Bình à. Chủ Tư. Ngư Bình. Không tăng tốn nữ Ngư Bình. Ừ, Ngư Bình. Ướm. Kêu tên con chủ thêm bánh bèo quả. Nè con, hồi nào hồi nhỏ má con nuôi bằng sữa gì mà sao con có chút xíu. Sữa ông thọ đấy. À, con không có uống sữa ông thọ. Con uống sữa con két. Hả? Nó nói là sữa con két. À, con két xanh. Két xanh. À, trời ơi, thấy chưa, ông anh thấy không, nếu mà nó lấy người miền Bắc á thì đâu có phải cái cảnh này xảy ra đâu ông anh. Chủ Tư biết không, hồi tế mà lục mà nám bạc chía cạc. Không, con chị cắt con. Con không hiểu tiếng, con không hiểu tiếng Bắc. Mà xấu ni rồi, nám bạc hết chia cắt. À, con làm chú hồi hộp quá. Rồi sao đó con? Lục nợ con mới hiểu tiếng Bắc. Ồ. Oh, yeah. Hai chủ Tư. Sao con nhỏ chủ Tư uống sữa chí mà người chủ Tư to như rí. Chú uống là sữa ông chúa có kỳ duyên. Gì? Sữa ông chúa. À, nói cho nó liền lại. Tôi đã lộn rồi, bà còn lộn hơn tôi nữa. Nè, mà nói thiệt chị nha. Sao? Tôi mà có con gái á, như con gì tên Bình phải không? Đúng rồi. Tôi không có gả con trai gì đâu. Tôi nhắm như người khác xứng hơn. Ai thế không anh? Bằng Kiều. Con không lấy Bằng Kiều mô. Răng. Con muốn kiếm giống tốt hơn. Chút xíu xí ra đường người ta tưởng hai anh em là răng. Này, cũng kén vậy. Nhưng mà này Bình. Dạ. Hôm nay con nhà có khách. Thôi anh ở lại dùng bữa với mọi mẹ con em. Ôi giời, tôi xin em. Được không? Và được chứ. Cái này muốn lâu rồi. Dùng cái gì được vậy? Cho dùng gì vậy? Con, hôm nay nhà có khách. Thế con tính nấu món nào để đãi khách với mẹ vậy con? Dạ, cơm hến. Ồ, ngon, cái này ngon rồi. Ôi giời ơi, 6 tháng nay ngày nào cũng ăn cơm hến. Riết rồi bây giờ tao thành con hến rồi thế này. Không dám đâu, chị là con cú. Mà gì? Mà đừng buồn. Con là con gái Huế, một chiếc lá rơi cũng làm con hoảng sợ. Cũng hồ chí là con hoàng tộc ít khi vô bếp. Mày nói sao? Mày bán chè đậu ván trên sông Hương á, mà mày bảo là mày ít vào bếp, nghĩa là thế nào? Bán chè đậu ván trên sông Hương kiếm chồng cho vui rồi thôi, không phải nghề của con. Mà chủ Tư biết không? Sao con?
Lúc mà con bạn kè đầu vạn trên sông Hương, ai đi ngang cũng cùng hạt con cấu thơ. Vậy à, câu gì nữa? Trên bến vẫn lâu ai sầu ai thảm. Thảm không? Nghe thảm quá. Ăn chè mà sao? Hạt như rửa mới ghẻ vô ăn chè. Nhờ rửa mà mới có tiền đi hát karaoke. Trời ơi. Đúng rồi, bằng chứng là nó dụ là con trai chị đó. Nhưng mà thế này, thế mày chỉ biết nấu có món cơm hến thôi à? Con còn món cơm độc chiêu. Nhưng khi mua mà đau nặng con mới nấu cho mà ăn. Thế món đó món gì mà mày đợi tới lúc tao đau nặng mày mới nấu? Cơm ấm phủ. Hả? Khỏi cần mày nấu. Vì tới lúc đó ở dưới âm phủ thì món nào á chẳng là món cơm âm phủ. Thôi, tôi qua đây là cái chánh là thăm chị thôi. Còn tụi nó cho ăn thứ gì cũng được ha. Đừng đòi hỏi nha. Tôi nghe cái cơm đó tôi sợ quá. Thôi, ăn món gì cũng được. Hồi đó đem cơm âm khác là chết rồi. Thôi, mày vào gọi cái cúc dây cho mẹ. Nhờ nội cơm rửa khoai nấu. Đi vào gọi cái cúc dây. Cúc ơi, cúc à. Cốt. Trời ơi, nó kêu chị nó mà tưởng kêu gà. Cốt. Rồi, cái con. Má, trời còn sớm bẩn này sao có lúc sớm vậy má? Quên, lộn. Chú Tư. Sao? Chú Tư quẩn quá. Sáng nào chú Tư cũng không làm gì cái qua thăm má con hả chú Tư? Rồi. Có gì ghê à? Ôi giời, mày nói thế là chẳng khác nào mày bưng cả một thau nước lạnh mà hất vào mặt khác. Con gái con đứa. Mày làm cái dâu cái kiểu gì mà 9-10 giờ sáng nó thức dậy là sao? Tại vì con Việt Nam mới qua, con chưa quen vợ bên Mỹ. Qua đây bao lâu rồi con? Dạ được 6 tháng rồi. Vậy chắc 6 năm nữa nó mới quen vợ. Con dâu gì mà ngủ như vậy? Nè con má chồng nè, 5 giờ sáng thức dậy rồi. Con dâu ngủ hả? Phải có người đánh thức mới chịu dậy. Trời, con nói chú Tư nghe. Nói nào ngay là con đâu biết là qua đây con phải mừng dâu đâu. Hồi đó anh Tòng anh mới về Việt Nam, anh cưới con, anh nói em qua đây đi, không có ai làm phiền em hết trơn á. Cái con hỏi chứ ba má anh á có khó tánh không? Anh nói anh ở có mình ơn à, ba má anh á bị xe cán chết queo hết rồi. Con hiếu quá. Đúng là cha mẹ sinh con á, trời sinh tánh. Tôi với nhà ông nhà ấy, một đời á thật thà như đếm. Nhưng mà không ngờ đẻ ra hai thằng con á, mới nứt mắt ra mà nó láo như địa, nó nói láo như người rươi. Trời ơi, thôi chị ơi thông cảm đi. Dê gái là nó phải xạo. Hiền hiền như tôi mà gặp gái phải nổ chút chút. Thì cũng chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Con làm gì vậy con? Dạ con chuẩn bị. Sinh con á, ai có sinh lòng. Nhưng mà này. Dạ. Mẹ vừa bảo với con Bình là nấu cơm đãi chú Tư. Dạ. Nó nấu cơm hến. Mẹ ăn cơm hến thấy nó khô quá. Thế hôm nay con có món nào nấu để đãi? Đãi chú đó con. Chú dạ. Không? Canh chua má. Hả? Ngon chứ? Lại canh chua. 6 tháng nay ngày nào tao cũng ăn cơm chua giết, bây giờ người ta nó chua lét rồi này. Thì tại con chỉ biết nấu con mỗi món đó thôi à. Trời ơi, phúc đức quá. Sáng cơm hến, chiều canh chua, lâu lâu nó lại đổi món. Sáng canh chua, chiều cơm hến. Thôi chị ơi, tụi nó còn ở với chị á thì còn có cơm hến canh chua ăn nghe không? Cái món nó dọn đi rồi đó, lúc đó chị muốn kiếm mà canh hến cơm chua cũng có. Chứ từ vui mà... quá. Nhưng mà này, cha mẹ nào cũng có dạy con gái trước khi về nhà chồng, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mày á ở tận ở dưới Gò Công á, mày làm vương làm tướng gì dưới đó mà mày không chịu học nấu ăn? Con đâu có thời giờ đâu má. Con rất là bận rộn. Tại vì năm nào á con cũng phải chuẩn bị đi thi qua hậu hết á. Mà không biết làm sao nghe,
con đi thi 7 năm mà con cứ rớt hoài à. Tôi từ với má biết không, nhiều khi á con cũng muốn bỏ cuộc rồi, mà má con á bà la con, bà nói sao mày ngu quá, mày đi thi đi, mấy đứa nó đẹp nó đậu hết rồi á, cuối cùng cũng tới mày à. Đó, má con hay quá nè, con thi 7 lần mà rớt hết hả? Dạ. Nếu mà chú ban giám khảo đó, chú cho con cái giải kiên nhẫn. Cái gì hả? Ừ. Tôi á, mà nếu mà tôi thì tôi cho nó giải, giải mặt dày. Má, nhưng mà chú Tư biết không, má còn mới nói đúng quá nha. À. Năm rồi nè, con mới đăng ký thôi hà, là ban giám khảo vừa nghe tên con hả, là mấy ổng cho con đậu liền. Ủa, sao hay vậy? Thì tại vì mấy ổng sợ gặp mặt con. Có cái đậu liền. Mà chú Tư biết ông hên thiệt là hên á. Con vừa đậu xong á, cái anh Tòng ở Mỹ nè, anh về, cái anh gặp con, mà lúc đó con đang ngồi chầm hổm ăn cháo lòng người chợ á. Cái anh chạy lại, anh đua nguyên chiếc cà gá học sần bưởi vậy nè. Học xoài hay học xoài? Mày có làm quá lố không vậy? Hơi thấp, hơi lớn. Ừ vậy thôi. Xong cái con nói, anh đưa chiếc cà gá học tròn cho tôi đi, tôi chạy cái gạt qua bên tiệm vàng bên đường ha. Tôi thử, mà nếu mà học tròn thiệt á là tôi chịu lấy anh, mà chú đừng học tròn thiệt chứ. Vậy hả? Giỏi quá. Nè, mà chú nghe nói thường thường Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ á, thì trong khi chờ để mà giấy xuất cảnh á, dạ, cô gái Việt Nam hay đi học nấu nướng, là để mốt qua Mỹ lo cho chồng, thấy không? Mà sao bộ con không thích nấu bếp hả? Dạ con cũng muốn á chứ, nhưng mà anh nói thôi em khỏi cần nấu nướng gì trơn á. Sao vậy? Qua bên Mỹ á có food to go gì 4.99 là có rồi đó, cho nên khỏi học. Nhưng mà thế ai dạy mày nấu món canh chua ấy? Thì con nghe trên này vô nước ca đó, cái con biết nấu canh chua ca ăn dày nè. Sao về đi mua đồ nấu canh chua để cho ba mày bữa cơm trưa, cứ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Hay quá. Sao con ngọt quá vậy á? Cái là con biết nấu canh chua. À vậy hả? Dạ. Thôi. Mày với cái bình đi chợ về cho mẹ nhờ, để tao nấu cho. Bình ơi, má kêu kìa. Bình con. Ngư Bình hả? Cống tăng cố nương Ngư Bình. Nội quá. Thôi con ở đó mà con cũng mẹo sống luôn á. Hai đứa chúng mày á, dạ, đi chợ đi, rồi làm cơm đãi khách. Chưa rồi, đi. Nhưng mà tao đã dặn hai đứa chúng mày á, chúng mày đã nhớ mua những thứ nào chưa? Dạ, con nhớ. Chứ rồi biết không, hổm á má con kêu đi ra chợ á. Sao con? Cái kêu ra chợ mua gì mà rau mùi. Mà con đi ba cái chợ luôn, mà kiếm hoài không có rau mùi. Cái cuối cùng có con người Bắc đó, cậu chỉ rau mùi là rau ngò đó chú Tư. Tên gì kỳ cục quá vậy? Ở rau nào mà không có mùi? Thì bởi vậy con mới nói chú Tư, tiếng Bắc với tiếng Nam nó khác nhiều. Bởi vì con mới làm cuốn tự điển nè, tiếng Bắc dịch sang tiếng Nam. Đó, thấy không? Chú Tư á, là bạn của má con á, chú Tư cũng cần phải học nghe chú Tư. Rồi, nè, rồi. Con nói chú Tư nghe tại sao tiếng Bắc với tiếng Nam nó khác nhau này nghe. Sao con? Tiếng Nam á bánh tráng, thì tiếng Bắc kêu là bánh đa. Hay. Còn dịch sim, tiếng Bắc kêu là con ngan. Có thể sao? Còn dọc mùng, tiếng Bắc kêu là ốt bạc hà, tiếng Bắc kêu là dọc mùng. Đậu phộng nấu, tiếng Bắc kêu là lạc luộc. Còn chả giò, tiếng Bắc kêu là nem rán. Còn cái mòn á, thì kêu là cái chanh. Cái thịt heo á, kêu là con thịt lớn. Thịt heo đó. Dạ, con thịt heo. Rắn bụng bò giò heo, không kêu là bụng bò giò lợn rứa. Của người Huế chứ đâu phải của người Bắc đâu. Cái gì? Chị nói gì? Cái món này không phải là của người Bắc hả? Của người Huế đi. Chị nói thiệt không? Chị đừng có quên nha. Hôm bữa chị nói tôi á, cái mảng cầu dai á, tiếng Bắc kêu bằng quả na đúng không? Đúng rồi. Tôi nghe lời chị vô tiệm, tôi kêu bán cho tôi quả na, bà mẹ đưa tôi nguyên trái lựu đạn. Ê, trời ơi. Ghê vậy hả chú Tư? Thiệt có sao? Thiệt vậy hả? Ai dai trong chơi nhiều cái là sốc lắm. Thôi, không nói nữa. Gì? Hai đứa chúng mày, hai cô, công tằng với lại hoa hậu miệt vườn đi chợ đi.
chưa chờ chưa sạch rồi. Đi 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 đi. Mà cái gì? Con thỏ câu ni mùi hoài. Hôm trước hai đứa ra phước lọc thọ, gặp mấy bà gia bắc cứ nói toàn cá giao tục ngữ, có câu ní con không hiểu nè. Câu gì? À, con nghe rồi, hình như cái câu là gỗ gá cặp lại rồi góp gạo thổi cơm chung. Lạ gì vậy má? Gì gỗ gá nghe lạ quá. Không, nó nói là gỗ giá cặp lại. Gỗ rá đó. Đúng rồi, thì cái câu ấy có nghĩa là những người mà là đã có một lần giang dở ấy, gặp nhau thì kết nối lại với nhau. À, như vậy thôi. Rửa lại giống như chủ tứ vì mã hí. Trời ơi, Bình, tao ngờ mày giỏi như vậy Bình. Trời, tao gì mà tao gu quá mà không ngờ mày Bình lùng mà giỏi dữ vậy Bình. Ngư Bình không tăng tốn nữ ngư Bình. Chủ tư gì nữa? Con biết chủ tư mày giao trượt. Chủ tư nhìn ánh mắt lang mang liệt mà con. Chủ tư không dám nói chứ. Nè, giống như câu thơ Hàng Mặc Tử: ấp ủng thú ơi lấy nửa lời, tình thú bí thiệt lắm thú ơi. Giờ chưa có mở lời gì, chủ tư quá trại bày tâm sự với mà con đi. Trời ơi Bình ơi, tao không ngờ mày giỏi dữ vậy đó hả Bình. Ngư Bình tăng tôn nữ ngư Bình. Trời ơi mệt quá. Dạ rửa. Ừ. Trời ơi, tụi bay là con dâu, tụi bay là ma cho mày là chồng thấy chết. Không sao đâu. Thôi mà kỳ quá. Đừng có đẩy tao mà kỳ quá. Đừng có đẩy. Đừng có đẩy ai ta. Hai đứa chúng mày chỉ được cái nước té nước theo mưa. Nhưng mà ông anh là dân Nam Kỳ, muốn nói gì thì cứ toạc móng lợn ra và nói chứ. Đã gần 10 năm nay rồi mà ông anh không nói thì tới đợi cho đứa hai đứa mình xuống lỗ rồi mới tâm sự. Xuân à, tôi á, người Nam thiệt, nhưng mà mỗi lần tôi nói chuyện bình thường thì tôi nói hay lắm, mà sao tới cái chuyện tình cảm thì cái tôi khóc hết làm sao á. Không mấy giờ về ngư Bình có chú mượn cây đờn. Có cách, có cách. Bây giờ về nha. Dạ. Chú sẽ mượn bài hát này để tỏ tình với lại bài má chồng nha. Bài gì chú? Love Story. Good. Sao vậy chú? Có sao không? Đau đầu gối quá. Anh
diễn tả vậy mà. Tại anh khóc anh không biết hát gì tên á. Bây giờ ý em sao? Nam kỳ mà còn khắc sáo lắm cả Bắc kỳ. Ôi trời ơi. Con ơi. Sao vậy chú? Sao vậy chú? Trong nhà sao có mưa? Không phải rửa. Nữa là sai effect của chị xạo. Vậy là mưa đều hai bên rồi. Bây giờ sao? Anh Tư. À, em hiểu ý anh rồi. À, thôi hơi đợi cuối tuần á, thằng Tòng với thằng Phạm nó về rồi á, để em bảo với chúng nó chọn ngày lành tháng tốt rồi em anh dọn sang đây ở với em. Chú Tư, chú Tư, đúng đó, mai một con dự cục mua villa dọn ra ngoài ở. Má con ở đấy không mình à? Đúng rồi tốt. Rồi chủ tư giòn quá ở với má con. Ừ đúng rồi đó. Đằng cho cậu người sái vặt. Không sao. Vì yêu mà. Anh sẵn sàng nô lệ tình yêu. Bây giờ vậy. Anh thì người nam mà. Đã cai dao tụng nữ anh không có rành. Nhưng mà anh biết là có một câu. Đó là thuyền theo lái gái theo chồng. Ha, bây giờ em muốn anh dọn qua đây ở cái gì? Anh có điều kiện. Điều gì? Là kể từ ngày hôm nay em dứt khoát không nói tiếng Bắc mà phải nói tiếng Nam. Này nhá, đừng có mà được đằng chân lăn đằng đầu nhá. Ông mà lấy được tôi là giống như là mèo mù vớ được cá rán ấy nhá. Ở được thì ở, không thì xéo thẳng. Giỡn chơi mà. Làm dữ quá. Mà con. Dạ. Má chồng con nói cá rán nó phải là con cá lai con gián. Không phải. Nói con trời cá rán là gì? Cá gián là cá chiên đó chú Tư ơi. Bởi vậy con nói chú Tư đi học tiếng Bắc đi để mới ở được với má chồng của con. Ông ra nào ông cho con hay, tự nhiên tất nhạc làm con mất hứng à. Mày làm cái gì đó? Mày lau nhà hay mày dạy đâm? Dạ cả hai. Ừ dạ. Cái gì? Ông trời ơi, nãy giờ cũng sàn nhà còn ướt cũng lau, nãy giờ gần chết. Ông dẫm lên được kìa. Ông nhớ thế đó mà mày. Ông cởi giày ra cho con cái đi. Trời ơi khó quá này. Đây cởi đi. Trời ơi ông chủ ơi, ông chủ. Cái gì? Trời ông chủ ơi, mang nó vớ gì mà lồi ba bốn ngón chân nó kỳ quá ông chủ. À đi, mày bảo tao hà tiện à? Không phải là tao hà tiện đâu. Nếu mà cái chiếc bí tất này mà nó rách giống mày thì tao cũng đã mua rồi. Nhưng mà đây này, mày kém quá. Đi vào như thế này thì ai mà biết. Đây, đây này. Đấy. Đi vào như thế này là người ta chỉ coi cái cổ này thôi chứ này. Trời, có thiệt phục ông chủ luôn á. Đây. Nhưng mà dạ, mày biết là lý do nào tao mướn mày về đây không? Dạ con biết chứ. Biết cái gì? Tại bị con có học. Ở đợi mà có học. Trời, ông chủ đừng khi dễ nha. Ở đợi với con có thiệt ông chủ à. Tốt nghiệp đại học trường làng á. Đại học làm trường làng làm gì có đại học. Ủa à, tốt nghiệp mẫu giáo. Tao mướn mày về đây ấy, là vì cái thời buổi này làm ăn khó khăn quá, rồi sanh ra trộm cắp, cho nên tao mới cần một cái thằng đàn ông khỏe mạnh ở trong cái căn nhà này, để nhỡ mà đêm hôm mà có trộm cắp về thì mày còn đỡ đần tao một tay, mày hiểu chưa? Ủa vậy ông chủ quên rồi. Quên cái gì? Ông chủ quên nhà mình có nuôi chó hả? Có nuôi chó để giữ nhà, nhưng mà khốn nạn là tao mua lầm cái con chó, nó có cái tật ngủ say quá. Thế cho nên là tao dặn mày cái này. Khi nào mà mày nghe tiếng động tĩnh là mình có trộm trong nhà đó thì mày làm ơn mày dậy và đánh thức ngay con chó vậy cho tao. Ông chủ ơi, ông chủ lầm nữa rồi. Cái gì? Con nói thiệt chứ ông chủ nha. Con còn ngủ say hơn là chó đó. Ôi giời. Nhưng mà không sao. Con nói ông chủ nghe. À. Ông chủ yên tâm. Cái chó này không phải chó mày coi. Dạ con ngồi đâu? Chỗ mày ngồi trong kia. Ở đâu ông chủ? Đó, trên cái bàn thờ đó. Không dám đâu ông chủ. Con ngồi nhỏ xíu à. Bàn thờ đã dành ông chủ ngồi. Nhưng mà ông chủ nói nghe, chủ nghe nè, ông chủ đừng có lo cái gì hết á. Để con lo cho. Mai mốt á, lỡ mà ông chủ có nghe động tĩnh gì, ông chủ nghi ngờ có con trộm ha. Ông chủ chịu khó đi. Ông chủ chịu khó chạy xuống kêu con. Rồi con chịu khó con chạy ra kêu con chó vậy. Rồi con chó chịu khó chạy ra cắn ông chủ. Không phải, cắn ăn trộm. Vậy ha.
Bố. Ơ kìa con. Cô Hai. Anh Tư. Cô Hai mới dậy hả? Vâng. Cô Hai ăn gì không? Tôi nấu cho cô Hai ăn. Cảm ơn anh Tư. Dạ dạ. Con ơi, con ngó đồng hồ kìa. Mới có 11 giờ rưỡi trưa mà con dậy sớm nữa đây. Con cứ dậy sớm như thế này là ốm đau rồi đổ bệnh đổ hoạn nó lại khổ bố mày đấy. Bố cứ mắng con mãi à? Ôi trời. Hôm nay nó đi đâu mà nó làm dáng thế này? Này váy đầm váy đùng cẩn thận đấy, lại xinh quá, con bố xinh quá, đẹp quá. Này, mày thấy con gái tao xinh không? Đẹp quá, đúng là đẹp. Mà thôi, dạ. Tao hỏi thế thôi, dạ. Nhưng còn con tao biết đẹp rồi mà. Bố, bố ngồi xuống đây. Ông chủ. Để con sửa cái này lại cho bố nha. Dở. Cô hai, dở. Cái trong này. Dạ. Mày đi ra chỗ kia lâu. Nhanh, đi ra chỗ kia lâu nhanh. Con ơi sao con dại thế, con ơi ra con trai con đứa mà nó bảo con dở chân là con cứ dở như thế thì khổ bố mày à. Bố này, bố, sao bây giờ bố còn ở nhà? Đáng lẽ là bố phải đi qua nhà bác Thông ăn cưới mới phải chứ. Thì bố đang lưỡng lự này, chả biết có nên đi hay không đây này. Bố nói vậy đâu có đúng, bác Thông với bố là chỗ thân tình, bố không đi là bác giận bố chết á. Thân thì thân nhưng mà đây này con nghĩ đi, bác Thông có tới 4 đứa con, thế bố phải đi mừng đám cưới 4 lần, trong khi bố có mỗi một mình con, tính ra thì lỗ quá. Bố. Thôi nhưng mà thôi bố chừa con ạ. À. Lần sau mà bố có mà kiếm bạn bè bố chơi thì bố chỉ kiếm cái đứa nào mà nó là triệt sản hay là nó hiếm muộn hay là có cùng lắm thì có chỉ một đứa con thôi chứ còn lỗ quá. Trời ơi ông chủ. Ừ. Con có ý kiến gì nè ông chủ? Ý kiến gì? Con nói chủ nghe. À. Con thấy vậy nè, hay là ông chủ để cho con đi vào bển cho. À. Con đại diện ông chủ con đi ăn đám cưới. À. Con muốn ăn đám cưới mà khỏi đưa bao thơ. À. Tại con người ở mà. À, đúng. Người ta có chửi con đồ bần tiện, hà tiện không sao hết. À. Chứ lỡ ông chủ đi vào bển ăn đám cưới mà ông chủ mừng tiền người ta có chút xíu. Ừ. Người ta chửi ông chủ đồ bần tiện là quê lắm ông chủ. Hả? Mày dạ. Liệu cái mồm mày đó nhá. Dạ. Mày cứ cái thói mà con nhà lính đính nhà quan là có ngày đi ăn mày con ạ. À. Dạ. Bác Hoàng có nhà không? Ủa? Thảo ơi có nhà không con? Ai đấy? Mày đang coi ai đấy? Dạ. Hả? Thảo ơi. Tiếng ơi như tiếng gì Thư bố ơi? Để con ra con coi nha bố. Có nhà không nào? Đúng rồi bố ơi. Hả? Dì Thư lên. Dì Thư lên bố ơi. Dì Thư lên. Dì Thư lên. Dì Thư lên bố ơi. Thôi. Dì Thư. Dạ. Mày làm cái gì đấy? Dạ. Dạ. Dì Thư lên. Mày có biết Dì Thư là ai không? Dạ không. Ủa, ai cô Hai? Dì Thư là dì của tôi. Anh này vô duyên. Thế mà lên nhảy cỡn lên. Vô duyên. Thảo ơi. Ôi giời ơi, gớm cho rồi cháu tôi đây à. Nhớ gì quá. Trời nhớ mày quá, đúng quá. Nói rồi, chào bác. Chào dì. Con khỉnh sao giờ nó lớn thế. Để xuống đây dì. Trời ơi, trời nắng hoa cả mắt mà vào nhìn mày là tao khỏe ngay lập tức. Trời ơi, khỏe sao bác? Bác khỏe không bác? À, vâng, tôi vẫn khỏe gì sao ạ? Vâng, em vẫn thường thôi. Cái con khỉ này nó gì coi này. Ôi trời ơi, xinh quá. Việc mày quá gì ạ? Đây gì lên đúng lúc này. Nó bèo nhèo với tôi cả ngày. Nó cứ nói mà dẫn nó về thăm dì Thư, Tôi đang tính là tuần tới đây này. Xin nghỉ phép thường niên là dẫn nó về. Chứ không có là tôi rứt cả đầu với nó gì ạ? Thôi, khỏi đi đâu hết. Dì lên đây rồi. Thao gì cháu tâm sự. Ôi trời, anh dễ thường gần 2 năm không gặp mà anh vẫn như xưa nhỉ? Vâng, cảm ơn dì. Bố mày cái đen xì xì như củ súng á. Ôi trời. Đây, bác ơi. Dạ. Sao mà nhà mà có tin vui mà sao còn giấu em? Nó vui gì đâu. Đây này, nhà có rể mới phải không này? Dạ. Ơ, không phải gì, anh này vô duyên. Vô duyên? Không phải gì. Dì ơi, dì lắm nói cái thằng này nó là người ở. Vâng. Ồ, thằng người ở đây à? Dạ, vâng. Thế mà người ta tạo tưởng rồi nè. Đây này, nhìn ra này. Tư. Dạ. Đi xuống dưới, pha dạ. Nước chè cho dì, nhanh. Ông ơi. Cái gì? Dì Thư mới dưới quê lên, tự nhiên bắt ăn chè sao được? Nó khổ mày quá, tao bảo mày nấu nước pha chè cho dì, tức là pha nước trà đó, mày nghe chưa? À. Này, người Bắc ta kêu nước chè, còn trong Nam mới kêu nước trà, hiểu chưa? À, nước trà, nước chè. Ừ. Người con người Nam mới nói trà, tự nhiên chè, con đâu hiểu. Dạ, con vô lấy nước chè. Dì ngồi xuống đi dì. Anh mướn cái thằng ở gì mà tai ương thế. Ôi trời ơi, mỏi hết cả người. Ghế sao mà nó êm quá. Người nó cứ bồng bành. Dì. Cái gì? Sao lâu quá dì mới lên thăm con. Làm con nhớ dì quá. Ừ. Cứ mỗi lần mà con gặp dì á hả, con lại nhớ mẹ con. Ừ. Sao mà hai người giống nhau đến thế cơ chứ? Ôi giời ơi, con mồm miệng nó kia đi. Mày đúng là mồm mà con bố mày rồi đấy, mồm miệng gớm chứ. Gì? Rõ khỉ. Tao với mẹ mày hai chị em ruột, không giống nhau rồi giống ai. Ôi giời ơi, đại trời đứng xa xa thì ngắm đi coi. Ôi giời đất ơi, ngày nào mà bây giờ nó bỗng bồng bồng thế này, nó xinh quá. Này,
phước bảy mới đời nhà mày đấy nhá. Phước sao hả gì? Mày giống mẹ mày như hệt đấy. Anh coi này, cái chân mày này, cái mà sắc lẻm như thế này giống mẹ nó quá anh nhé. Vâng. Rồi cái mắt, ôi dồi, mắt bồ câu giống chị y hệt anh nhé. Vâng. Rồi còn răng nó đều tăm tắp giống chị y hệt anh nhé. Vâng. Rồi coi như là nó giống mẹ nó tật anh nhỉ. Mày may mắn đấy nhá, mày mà giống bố mày thì bỏ đời nhà mày rồi. Bố mày vừa xấu lại vừa đen anh nhỉ. Không, em nói hình thức trông thế chứ thật sự tính tình bố mày được cái này lại gian quá. Nó lại ngang rồi, đi nắng hoa gì téo cơ thì trêu bố mà bố. Dạ có chè đây gì. Dạ chè là tiếng Bắc, còn tiếng Nam là tiếng trà. Khát nước quá. Dạ có mời ông ạ. Vâng, dùng mời chè. Dạ có mời dì Thư dùng chè. Cho em xin. Dạ uống đi rồi xin tiếp. Không, cho em xin. Dạ uống đi rồi xin tiếp. Đây nè, cái thằng kia người Nam đưa đấy là người Bắc xin là bảo là cảm ơn đấy, mày hiểu chưa? Xin là cảm ơn. À, xin là cảm ơn. Dạ mời cô hai dùng chè. Cảm ơn anh. Dạ cho em xin. Lâm lúc nó bực mình, nó chỉ được cái nó thành thật cái gì ạ? Như cái thằng dở người ấy mà. Thôi kệ, thời buổi giờ kiếm người thành thật nó khó lắm mẹ, thôi được rồi. Ai giời đất ơi, làm sao nào, muốn nói gì với gì nè. Chẳng mấy khi gì lên chơi với con. Lần này là gì phải ở luôn với con hả bố hả? Mày lấy dây chói gì mày lại? Vâng, đấy, chói thì gì tao lại? Dọn cả nhà tao lên tao ở với mày đây. Vâng, đúng rồi. Cứ nói thế chứ công việc đồng áng đấy, bố mày biết đấy. Trời ơi, nó như lâu lươn đấy. Là việc không tên, chả có làm sao mà hết việc cả. Đấy. Nhưng mà dì ơi, bận thì bận chứ gì cũng phải dành thì giờ cho con chứ phải không bố? Phải ở với con ít nhất là một tháng chứ. Chứ không thôi mà mai mốt mà con đi lấy chồng rồi ấy hả? Dì muốn gặp thì dễ gì mà gặp được. Ôi giời ơi, nó dọa em đấy bác ạ, gớm chứ đi lấy chồng. Ngày mới ngày nào mày còn cởi chuồng lồng lóng mày tắm gì? Mưa. Trời ơi, tắm mưa không cho hay. Cái anh này vô duyên. Thì đấy, mà bây giờ lại đòi đi lấy chồng. Mày khỏi lo, đây bố mày một bố một con. Bố mày gả gần như gả xa cho nó mất còn. Dạ, thế này vậy dạ? Nhiều khi gã người chung nhà á. Ừ, cho nó tiện. Cái anh này vô duyên. Như thế này gì ạ? Dì lên đây chơi thế nên là tôi mừng lắm. Vâng. Cho nó đỡ phải bèo nhèo với tôi. Vâng. Thế thì nhưng mà công việc nó như thế này. Dì thì ở dưới thành, đâu phải ở thành thị giống như bố con mình. Thế việc đồng quê mà con biết là cái việc đầu tắt mặt tối, tay làm hàm nhai. Nó thóc lúa ở ngoài đường, nó đâu có chạy qua nhà mình đâu, phải đúng không dì nhỉ? Đấy, trời ơi, cho nên nó lắm việc lắm. Thế hôm nay phần nhất là em nhớ cháu quá. Thì em lên em thăm cháu đây. Rồi còn phần thứ hai là thì em có cái chuyện này nó cũng khá quan trọng. Em lên đây để em xin thưa với bác. Không, như thế này ạ. Cái việc có quan trọng cách mấy thì cũng bỏ. Từ từ rồi mình cạnh tích gì nhá. Không có, nhưng mà tại vì cái thế này này, em cái này nó khó nói lắm nhưng mà em phải nói bác ạ. Là tôi đã bảo gì rồi, gì lên đây chơi là bố con tôi mừng lắm rồi. Cái việc quan trọng gì cũng gác qua một bên giùm tôi. Gì cứ nghĩ lại cho nó có sức đi đã. Quan trọng quan trước thì mình tính sau. Ở đây, Thảo đây. Phụ gì lên cái này mà. Rồi dọn dẹp cái buồng cho gì nghỉ con nhá. Vâng. Đây. Đây. Này, bố dặn là kiếm cái nhẹ nhẹ mà bưng chung có sái tay lại khổ bố. Con trẻ mà bố khéo lo quá. Thôi bố mày xót con gớm, anh xót con anh, tôi không biết xót cháu tổ, đưa lên tao nhà nông cho tao. Ôi gì này, ôi gì này. Dì Thư mày đỡ gì? Dạ dì thư, cho con xin. Dì Thư thằng, này. Mình bảo đi gì hả? Mình bảo buồn á. Gớm nhà sang trọng máy móc, tinh tường quá. Khách khứa lên rồi, lên đây rồi. Ngồi cho khỏe gì ơi. Nhà gì mà nó sang quá, tao cũng không dám bước cái này, láng quá trời láng rồi. Ai chà chà. Cái lợp bằng cái lá gì mà nhà nó mát thế anh nhỉ? Không ngói đây gì ạ? Ngói, ngói. À ngói, ngói. À? Gì vui quá. Gì ngồi dùng Đức. Thằng Tư ơi. Dạ, Tư. Dạ. Mày ra, mày ra, tao dặn mày. Trời, cái thằng Tư nữa chạy tao chóng mặt quá. Dạ. Này, dạ. Tao dặn mày nhá. Dạ. Dì cái Thảo ở dưới quê lên gì là khách quý ở nhà này đấy. Dạ. Ông yên chí đi. Con đi chợ hạ tiện lắm. Không, tao đâu có bảo mày như vậy. Ủa? Nhá. Sao? Tao bảo này, mày nghe này. Dạ. Mày đi chợ mua ngay cho tao một con gà mái tơ. Ôi trời. Nhá. Tôi nhớ rồi. Dì lại thích lại ăn gà mái tơ luộc lên trong ăn với lá chanh. Thôi. Không, gì. Ở bên này nữa, mày mua ngay cho tao nửa cân miến mà loại ngon nhất ấy.
xong rồi mày xào cái lòng gà cho gì. Thôi bố mày ơi, này thôi khổ quá bác ạ. Bố cái Thảo thôi, em lên đây chủ yếu là em thăm cháu thôi, cái bác làm cơm gà cá gỡ thấy em ngại lắm. Không, chẳng mấy khi gì lên. Đúng rồi. Thế này nha, thôi hay là cứ tôm cá qua loa chứ thịt thả nó rườm rà lắm. Vậy vui tính quá. Tôm cá còn mắc quá cha thịt thả đó. Thế à? Dạ. Thế rồi mày nấu cho tao nồi canh rau đay xuông tao húp được rồi. Dạ. Con bố gì con nhớ một món mà dì thích lắm đó. Đây mày qua đây cả nhà xem cháu tôi nó nói cái món gì ưng ý nhà, món gì? Đu đủ xanh hầm với chân giò. Để làm gì? Dì ăn cho nhiều sữa. Đúng rồi, nhiều sữa lắm ạ. Con khỉ này, tao chồng con đâu mà ăn cho nhiều sữa. Ôi, con ấy nhầm. Măng khô ninh với chân giò phải không bố? Phải không gì? Đấy, mày nhớ những cái món đấy mà đi mua về nhá. Dạ, ông nói nghe nào. Sao tự nhiên hôm nay ông tốt bụng làm con chợt nhớ tới câu thơ quá. Thơ gì? Lòng từ bi chợt tới bất ngờ. Hả? Thì mày cứ cái thói móc họng đi đấy. Dạ. Tiền bạc nó không có nghĩa lý gì cả. Trời, đúng không con? Dạ, vâng. Phải không gì? Vâng. Chỉ có tình nghĩa mới là quý thôi, đúng không ạ? Bố mày giải trí phải đấy. Sao hôm nay ông tự nhiên ông đưa con từ cái bất ngờ này tới bất ngờ khác làm con nghi ngờ quá. Tự nhiên nay ông nói chuyện tình cảm kỳ á. Mày liệu cái hồn mày đấy. À, quên tao dặn mày cái này nữa. Dạ. Mua ngay cho tao một ít bánh trái. Về cho gì ăn trắng miệng mà lựa những cái thứ nào mà ngon nhất ăn mua đó nghe chưa? Bát thôi mà. Không, chẳng mấy khi gì lên. Nhớ chưa? Dạ, con nhớ. Tao đi bảo lấy tiền chưa? Dạ. Thôi bát. Trời ơi. Ông vô lấy tiền. Mô Phật. Trời ơi, hình như có điềm quá trời. Trời ơi, tự nhiên sao? Bình thường keo kiệt lắm, hôm nay rộng rãi vậy chắc có điềm sắp chết rồi sao á. Gì? Bố mày sao mà sang quá sang đây. Chẳng mấy khi gì lên. Đâm ra đây mày đứng rồi mày. Đây là bố mày rồi nuôi mày cứ thịt gà thịt qué thế này hèn chi lớn ơi là lớn rồi ơi. Đây. Quá trời quá đất đi mày nhỉ. Cái cháu tao xinh quá thằng ở nhỉ. Dạ, đẹp lắm gì ơi. Ôi trời ơi coi kìa, trời ơi xinh ơi là xinh. Trời ơi coi trời ơi, bởi người ta bảo mà mày người xinh thì cái bóng nó cũng xinh mà người giòn thì cái tính tình tinh nó cũng giòn mày nhỉ. Dạ tính tinh. Gì? Hả? Cái tính tình tinh là gì vậy? Trời ơi mày chừng nào mày lấy vợ ở Bắc Kỳ mày biết cái tính tình tinh là cái gì liền. Rồi kỳ này con dứt khoát kiếm vợ Bắc Kỳ. Trời ơi coi, trời ơi mày coi này. Cái mông cháu ta này nó mẩy quá mày nhé. Mẩy? Gì? Hả? Mẩy là gì? Mẩy là nó tròn này. Trời ơi con ơi. Dạ. Tướng này là tốt lắm nha con nhá. Tướng này tốt lắm mày coi cái mông đây. Trời ơi vừa bằng cái lòng bàn ấy. Trời ơi bằng lòng. Gì coi em coi cái mông con giống cái lòng gì. Mày thằng ở mông mày như cái lồng chim ấy. Trời ơi trời ơi này da đấy còn da con gái mới lớn có khác cứ như da em bé này. Trời ơi gì da con giống da gì vậy? Da mày giống da con rắn già. Tôi chết tôi rồi. Ủa gì ông chết gì bố? Tiền bố mới lãnh lương về bố để đồng giường bố đâu mất rồi cái gì? Hả? Bố có chết. Trời ơi tiền bố để đâu mà bố mất. Trời ơi bố mới lãnh lương về bố bỏ trong cái phong bì bố để cái gối dưới cái đầu giường bố bây giờ không cảnh mà vai rồi. Ê bác ơi sao mà tiền bạc bác lại để không cẩn thận ai lại để dưới gầm giường là sao? Khổ quá gì ơi lương công chức một tháng hơn 20 ngàn bây giờ mất rồi tháng nay chỉ có nước bố con mình ăn cháo chứ tiền đâu mà đóng gạo bây giờ con ạ. Có chắc là tiền bố để dưới chân giường bố không chứ nhà mình có bao giờ mất tiền đâu mà bây giờ bố lại nói là mất. Không bao giờ mất nhưng mà bây giờ mất đây này. Trời ơi nhưng mà tao biết người lấy rồi. Hả? Ông biết người lấy hả? Ông nói đi. Có mà không chặt đẹp á, không ăn tiền á, ông nói đi, thằng nào đấy? Mày. Hả? Mày lấy chứ không ai hết. Mày đưa ra liền. Ê, ông giỡn kỳ quá không? Đừng có giỡn vậy kỳ, có gì Thư mới lên nghỉ quỵ. Mày kỳ. Đưa ra ngay không có mày chết. Đừng giỡn vậy ông kỳ quá không? Mày có đưa ra ai không bảo? Ông đừng giỡn vậy kỳ quá không? Tao không có đưa với mày. Trời ơi trời bố. Mày ông tại sao ông muốn đánh con? Mày không đưa ra tao kêu cảnh sát nó bỏ tù mày không xưa. Ông đừng nói qua con chứ con không bao giờ lấy tiền hết. Ông nhớ không? Con làm việc trong 2 năm nay rồi, không bao giờ mất tiền hết. Thậm chí tháng trước ông nhớ nè, ở ngoài vườn con lượm được cái bóp, không mất đồng nào hết rồi bây giờ tự nhiên ông nói qua con hả? Con muốn lấy đâu cũng là thiệt ông á, con không có lấy mà. Mày con cái nè, Thảo, đi ra đồn mời con clip đây. Tao nuôi mày ở trong nhà. Để mày cắn ăn trộm mà không ngờ tao lại nuôi chính thằng ăn trộm ở trong nhà. Bác em xin bác mà. Bác bình tĩnh đi. Mất của thì một mất 10 ngờ. Nhưng mà bác phải coi kỹ. Chứ còn lại nghi oan cho thằng ở thì tội nghiệp nó lắm bác ạ. Dạ đúng rồi đó dì Thư. Dì Thư là bơ nói em con đi dì Thư. Cô hai nói em con có lấy tiền đâu cô hai. Bác ơi con nhớ là kỳ đó bố có nói với con mà bố. Mà anh Tư nào đến giờ thật thà lắm. Có bao giờ lấy tiền nhà mình đâu mà bố lại nói anh Tư lấy tiền nhà mình bố. Con còn bênh nó nữa hả? Bố đi ra đồn mời cảnh sát vào đi cho nó vào tù. Bố nhưng mà bố ơi bố có chắc không từ sáng đến giờ ngoài anh Tư vào buồng của bố thì còn ai vào buồng của bố nữa không? Bác coi kỹ lại coi thì sao? Hồi sáng nay là chỉ có một mình nó vào buồng bố nó quét dọn thôi rồi mới đây thì có con với gì vào con thì không lấy tiền của bố rồi bây giờ chỉ có con ok bác Hoàng bố.
Trời ơi, tại sao bố lại nhắc tên dì Thư vào đây là thế nào? Dì mới từ cái sánh lên, chân ướt chân ráo có biết gì đâu mà bố nói như vậy. Trời ơi, dì giận bố con mình chết bố ơi. Thì bố nhầm, bố nói vậy chứ. Bố có bảo là dì lấy tiền đâu. Dì ơi, dì ơi, bố con nhỡ lời thôi mà bố con không có ý gì đâu bố. Dì biết bố mày lỡ lời. Nhưng mà dì không may, tự dưng lên đúng lúc cái nhà lại mất của thế này dì ngại quá. Không. Hay là dì xin phép con nhỡ lời thôi. Dì ạ, tôi nhỡ nhời. Thôi dì bỏ qua cho dì ngồi lên. Vâng, dì ngồi xuống đi. Nhưng mà như thế này dì ạ. Cái thằng này nó là người ở mà nó không thành thật với tôi thì tôi phải cho nó biết tay tôi. Bố có gì ở đây con xin bố đừng có la toáng lên như vậy. Tiền của bố thì bây giờ bố đi ăn cưới đi, để con đi tìm vào tiền cho bố thôi mà. Ăn bố đi gì? Ăn cưới đi bố. Còn đồng mẹ nào nữa đâu mà đi ăn đám cưới. Cái mặt mũi bố mày như thế này đi chẳng nhẽ đi qua tay không à? Thôi bác ơi, nhà cửa bây giờ nó rắc rối quá, em ngồi đây em cũng ngại lắm bác à. Hay xin phép bác cho em đi về lại dưới quê. Không, gì ngồi xuống đây gì mà về thì bố con tôi ai nấy lắm. Dì lên đây mà chơi với bố con tôi là bố con tôi vui lắm rồi. Dì ngồi xuống đây đi. Dì đừng có ngại. À, tôi có cách rồi. Thảo. Dạ. Con chạy ngay qua nhà bà Hợi cho bố. Tới làm gì hả bố? Bảo bà Hợi cho bố mượn 10.000, nói với bà là nhà mình có khách quý cần phải là tiếp đãi cho nó chu đáo nhá. Trời nhanh ơi. Lên. Ông đi mượn tiền đại khách quý ai mà nuốt cho trôi trời. Không bác ạ, vì em mà mang công mắc nợ, em không muốn đâu bác ạ. Thôi được rồi em. Hay gì gì? Tôi đã bảo gì đâu, gì mới lên đây ngồi chơi ngồi chưa nóng chiếu mà gì về tội cho cháu nhé. Cái việc vay mượn là cái việc bình thường ấy mà. Thôi thả, đừng qua nhà bà Hợi. Con qua nhà ông Tuất mượn cho bố 10.000. Cái tiền lời ông lấy có 15% thôi. Chứ bà Hợi lấy đến 20% nữa nhé. Nhé, đây. Tư. Dạ. Mày đi theo cô Hai. Cô Hai đưa tiền đi chợ cho mày về nấu nướng tiếp gì xong là mày biết tao nhá. Cái tội mày tao còn để đó tao biết chắc là mày chứ không ai nhá, mặc dù là có gì vào đấy. Ôi bố, bác Hoàng sao bác gì? Thôi được rồi, thôi bây giờ không gì không ở đây được đâu. Người gì nó cứ như lửa đốt đấy, không để gì vào thì lấy cái tay nải gì đi về đi bố ra cho gì vào. Gì bố ơi, con xin bố ơi. Thảo, con vào trong buồng con lấy dùm dì cái tay nải. Dì vào buồng bây giờ nó lại nhiều chuyện lắm. Đi vào bố, lấy cho dì đi con. Bố ơi, con xin bố mà. Dì, dì cứ vào tự nhiên đi. Tiền tôi nó mất hết rồi là còn đâu nữa mà dì phải lo. Dì cứ vào tự nhiên nhá. Bố. Dì cứ vào tự nhiên. Bố, con xin bố. Bác ạ. Dì. Em thì quê mùa thật đấy. Nhưng mà em không ngờ bác ăn nói thế nào ấy. Bác thay đổi làm sao ấy. Tôi được rồi, dì không cần tay nải tay đúng gì hết. Mày buông ra cho dì về. Dì ơi, dì buông ra đi, dì đừng bỏ con. Dì không, buông ra cho dì về. Không, bố không có ý gì đâu mà. Dì ơi, dì không chịu được. Dì ơi, dì buông ra. Dì cô Hai. Ông cô nói thiệt với ông, cô không có lấy tiền của ông đâu. Nhưng mà ông ơi, ông nhớ kỹ coi là tiền ở mỏ ở đâu. Hay là ông ơi, hay là ông có cho bà nào ông quên không? Ông nhớ coi. Thôi mày không phải nói nhiều nữa. Dạ. Nhưng mà bố. Cái gì con? Tại bố hết á. Tại sao? Dì Thư với từ cái sánh lên, chân ướt chân ráo có biết gì đâu mà bố mất một chút xíu tiền như vậy. Bố lại làm toáng lên, làm cho dì Thư buồn bỏ về. Dạ đúng rồi đó ông. Bố không có nhớ là hồi mà mẹ mất, bố thì bị đổi ra miền Trung làm việc, phải gửi con cho dì nuôi không biết là bao nhiêu năm trời. Dì có bao giờ tính công tính cán gì với bố con mình đâu. Mà bây giờ chỉ có một chút xíu tiền đó thôi mà bố lại làm toán là như vậy, ai mà không động lòng. Thôi tiền của bố thì chỉ ở quanh quẩn ở trong nhà chứ không đi đâu. Để con vào buồng tìm cho bố. Tìm cái gì? Bố có mất đồng nào đâu mà tìm. Bố nói cái gì? Bố nói là bố không có mất đồng nào cả. Tìm cái gì? Bố lại Ông mới nói là ông không mất đồng nào hết. Đúng. Tao có mất đồng nào đâu mà hai đứa đi tìm. Con nói thiệt với ông nha, ông không mất tiền rồi tự nhiên ông nói con lấy tiền ông hả? Ông chơi vậy hả? Con thiệt, ông mà con nghèo thiệt à. Con nghèo như nghèo mà con có danh dự, con có sĩ diện của con. Ông bắt đứng con cái gì hả? Con à, con còn trẻ quá, con không hiểu được đâu con à. Đấy là bố nghĩ ra cái kế để tống cổ bà về. Trời. Đấy. Nhá. Thấy cái thứ mà mang thúng mang mẹt quà cáp lên đây làm cái gì? Bố thấy cái ngữ này là bố biết lên đây rồi. Còn bày đạt là có chuyện muốn thưa bác. Chuyện gì? Thứ nhất là chuyện gì? Mượn tiền đấy gì? Phải không?
Mà nếu không phải là mượn tiền thì ăn dầm nằm dề đấy, bố con mình đài lưng ra nuôi cũng sạt nghiệp con ạ. Đấy, cho nên bố mới kiếm cái cách đó là mà để bố đuổi ba về. Chứ còn cái lương tháng này bố đã lãnh mẹ đồng nào đâu mà mất. Trời ông ơi, con thiệt không ngờ. Con thiệt là bái phục ông, bái phục ông. Tao mà mày. Con không ngờ ông dùng cái mưu thần trước quỷ đó để phục vụ lòng keo kiệt của ông, rồi ông bắt đứng con như vậy đó. Bố, con cũng không ngờ bố lại nghĩ như vậy. Con đi tìm dì Thư đây. Này cô, cô hai, cô hai, cô hai, cô hai. Dì, dạ, dì quên cái gì đấy à? Em xin bác, dì vào nhà đi dì. Dì vào nhà với con đi dì. Không, không. Bố con dì biết mà. Dì biết bố mày không có ý gì đâu, dì biết. Mà tại vì hồi nãy giờ bố mày làm dì lú lẫn, dì quên, dì có chuyện quan trọng dì... con à. Con, dì biết là bố mày không bao giờ nghĩ gì hết. Bởi vì dì coi mày như con ruột của dì. Con biết mà dì. Dì ơi, dì không cần nói nữa đâu dì. Con mất mẹ từ nhỏ. Con biết là dì thương con như mẹ con thương con vậy. Mỗi lần mà con khát sữa, dì cõng con đi khắp làng để xin sữa. Rồi đến khi không có sữa thì dì quấy cháo lên cho con ăn. Dì nhớ mà. Con nhớ hết dì ơi. Dì nhớ mà. Dì ơi, con nhớ hết mà dì. Chị nhớ mày uống nước cháo mà mày lớn nhanh như thổi á. Rồi nhìn mày mỗi ngày một lớn thì tuổi đời gì cũng chồng chất. Đến khi bố mày về đón mày đi thì tuổi xuân gì qua rồi. Đến bây giờ gì chỉ có một mình mày thôi là ruột thịt. Dì ơi, chuyện quan trọng hôm nay dì muốn nói với con đó là dì có một mảnh vườn bà ngoại để cho. Dì chỉ để là một tí ngô khoai dì sống thôi. Còn bao nhiêu dì bán, dì bán dì cho con. Con không có cần cái gì đâu dì ơi. Dì ơi, con không có cần gì đâu dì ơi. Thảo nghe dì nói này, dì bán dì cho ít tiền cho con đi. Con đi lấy chồng có tí mà làm vốn con ạ. Đời con gái mà lúc lấy chồng dì con không cần đâu dì. Bến đục bến trong không con cần gì thôi dì. Không, cầm cho dì vui. Dì ơi, không Thảo cầm cho dì vui. Dì không, thôi thôi cầm dì đi. Thương Thảo thì dì đừng bỏ Thảo. Dì thôi, ơi được rồi, thôi dì về con ạ. Dì không thôi, uống cho dì về. Dì về bây giờ. Dì ơi, dì đừng có bỏ con. Dì con xin dì không. Mà dì buông ra cho dì con về. Con xin dì không, dì đừng có bỏ con. Dì buông ra. Dì ơi, bố đã từng dạy con tình cảm là trên hết, còn tiền bạc thì không có nghĩa lý gì. Mà bây giờ bố lại dùng tiền bạc để mà đối xử với dì Thư như vậy. Bố, tiền của bố đây, bố, tiền của bố đây, bố cầm lấy đi bố. Bố cầm lấy đi bố. Dì ơi. Thảo. Dạ thưa ông chủ, qua câu chuyện vừa rồi tôi thấy tôi phải học ông chủ nhiều lắm. Tại vì chỉ có như vậy tôi mới tồn tại được trong cái xã hội này, một cái xã hội đầy dối trá này. Thôi thưa ông chủ, coi như là cái tháng lương vừa rồi tôi cho ông luôn đó. Dính miệng không?